giáo sư, hôm nay rất là vui sướng đó, được gặp giáo sư nhân cái chuyến giáo sư về thăm quê hương. Xin chúc mừng giáo sư. Thưa tôi có một cái bó hoa. Xin kính biếu giáo sư đã bó hoa hồng Cảm ơn chứng tỏ tình quê giáo hương. sư. Cảm Dạ, ơn cảm ơn giáo sư. hôm nay đến đây cũng là tôi rất vui và gặp được những cái người mà có một cái lòng thao thức đối với cái bản sắc dân tộc về mọi lĩnh vực, thì đó là một cái niềm vui. Cho nên hôm nay tôi đến đây để mà nói chuyện với các bạn và nói chuyện về một cái đề tài nó cũng có lẽ là bao rộng lắm, nhưng mà tôi rất là hài lòng. Giáo sư Trần Văn Khê, xin giáo sư cho biết là cái nguyên do nào đó mà giáo sư đi vào con đường nghiên cứu nhạc Việt Nam, và xin giáo sư cho biết qua những công trình chủ yếu của giáo sư đóng góp vào cái con đường nghiên cứu đó. Con đường đi tới nghiên cứu âm nhạc Việt Nam nó cũng quanh co lắm. Trước kia tôi là sinh viên trường y, thế nhưng mà trong lúc mà đi học y thì thấy rằng dài bên đường từ nhà tôi đến bệnh viện, bao nhiêu người chết vì nạn đói năm 1900 cuối 43 đầu 44, thì lúc đó tôi đã bỏ học y trở về lập một gánh hát để mà mua gạo gửi cho người miền Bắc đang đói. Thì sau đó có một cái cuộc đi dính liền với tất cả cái phong trào thanh niên lúc đó, rồi làm cho tôi phải rời nước Việt Nam mà đi sang nước Pháp. Thì lúc đó tôi đã học trường chính trị, nhưng học xong trường chính trị rồi thì bỗng nhiên tình cờ có bị bệnh đi phải vào nhà thương. Mà vào nhà thương thì tháng 8 năm 51, mà đi ra nhà thương tháng 10 năm 54, tức là nằm trong bệnh viện 3 năm 2 tháng. Thì lúc đó có thì giờ suy nghĩ lại công việc gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Thì lúc đó thấy rằng không còn thì giờ để mà học y, không còn thì giờ để mà làm những công việc theo chính trị quốc tế, là bởi vì lúc đó tôi được tuyển vào đang mà làm chuyên gia cho Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà lỡ cái cơ hội đó rồi thì nằm ở trong nhà thương không có cách chi hơn là đọc sách, mà đọc sách rồi mới nhớ lại rằng tôi sanh trưởng trong một cái gia đình bốn đời nhạc sĩ. Ông cố tôi là nhạc sĩ, ông nội nhạc sĩ, cha nhạc sĩ, tới tôi nhạc sĩ. Thì thành ra có một cái giống như là có một cái ơn của gia đình và đất nước cho tôi cái một kiến thức về âm nhạc. Thì trong khi tôi nằm ở tại bệnh viện thì đọc lại lịch sử Việt Nam, cho nên nghĩ mình phải làm cái chuyện gì để mà trả lại cái ơn đó. Cho nên tôi làm tất cả những cái công cuộc, vừa đặt đầu nghiên cứu về thư mục, rồi sau đó học hỏi thêm về đàn cổ truyền để mà làm cái luận án tiến sĩ về nhạc học, mà cái đề tài là âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thì do đó là một cái sự, nó là một không phải là tình cờ, nhưng mà nó trở lại những cái, người ta nói trở lại những mối tình cũ tức là trở lại cái âm nhạc mà tôi đã thích từ lâu. Cho nên thử trong lúc hồi học nhạc ở trường Trường Chính Ký, tôi đã là chỉ huy dàn nhạc trường Trường Chính Ký. Sau đó ra Hà Nội tôi chỉ huy dàn nhạc trường Hà Nội, nhưng mà lúc đó tâm tư còn vọng ngoại, chưa có nhận thức được cái giá trị của âm nhạc Việt Nam, nghĩ rằng phải có phương Tây đưa vào chúng ta mới có thể đi tiến bộ. Nhưng mà khi nằm ở trong bệnh viện có thì giờ suy tư nghĩ lại thì thấy rằng con đường đó sai. Khi nghĩ rằng con đường đó sai rồi thì bữa sau tôi cho cái đờn piano, tôi cho con gái một người bạn để mà trở lại đờn tranh, đờn nhị, đờn nguyệt, mà tìm lấy tất cả những cái hay, những cái độc đáo của âm nhạc Việt Nam. Thì kể ra cái đó cũng là 30-40 năm nay thì tôi có được cái may là nghiên cứu âm nhạc, dạy âm nhạc, đọc âm nhạc, viết về âm nhạc. Thì trong 30 năm sống liên tục với âm nhạc mà có thể sống được khỏi cần băn khoăn tới cuộc đời sống vật chất hàng ngày, thì điều đó là một cái điều rất may mắn cho tôi. Thì như đó là một sự tình cờ, nhưng mà không phải tình cờ, nó lại trở lại cái cội nguồn là tôi sanh ra trong gia đình âm nhạc, bây giờ trở về với âm nhạc. Thưa giáo sư, để xây dựng có một cái tác phẩm về định hình và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, và đồng thời là cũng để cho các sinh viên của chúng tôi đó học về cái môn phân môn là lịch sử văn hóa văn minh Việt Nam đó,
Thì chúng tôi cũng xin giáo sư cho biết qua nói chung về những cái nét tổng quát ấy, về cái bản sắc dân tộc trong âm nhạc. Bởi vì nếu nói tới cái bản sắc dân tộc thì tức là nó có những cái nét độc đáo của nó mà các nước khác không có. Bởi vì nếu mà nói nó có ba cái chuyện, tức là đi từ cụ thể tới trừu tượng, tức là nhạc cụ, nhạc khí, rồi nhạc ngữ, âm nhạc, tức là nói những giặc cách biểu diễn. Thì cái gì là độc đáo của người Việt Nam? Nếu mà nói nhạc cụ thì rất nhiều nhạc cụ từ Trung Quốc chuyển sang. Cũng như bây giờ cái đờn đó, thật ra cái đờn, những cái đờn mà chúng ta thường thấy đó, từ cái đờn tranh, cái đờn tam, cái đờn tỳ bà, đều là từ Trung Quốc chuyển sang. Nhưng mà nó chuyển sang từ lâu, nó đã biến thành dân tộc rồi. Nhưng mà cái đó, mặc dù vậy, cái gốc nó cũng vẫn còn từ nước ngoài đi tới. Cái trống cơm của chúng ta cũng vậy. Cho nên từ trong Lê Tắc, sách Lê Tắc nói rằng phản cổ bổn vi chim thành giả. Tức là trống cơm tùy từ bên Chim Thành đi qua, mà Chim Thành nó là ảnh hưởng của Ấn Độ. Cho nên chúng tôi thấy rằng trống cơm nó rất gần với cái mridangam của người Ấn Độ. Nó gần với cái pakavas của người Ấn Độ. Thì những cái nhạc cụ đó mặc dù rằng đã thành Việt Nam rồi, nhưng mà chưa nói lên được cái sắc thái Việt Nam. Đưa lên cái trống đó người ta có thể nghĩ rằng gần Ấn Độ. Đưa lên cái đờn tranh người ta nghĩ tới cổ xứng, ta nghĩ tới cái đồng loại là Koto hay là Koto Nhật Bổn hay Kayakum của Triều Tiên. Nhưng mà đưa lên cái đờn bầu Việt Nam, không thể ai nói rằng cái đờn đó là cái đờn của nước ngoài. Là bởi vì cái đờn đó chỉ có ở đất nước Việt Nam mà không có những nước khác. Trên một giây mà đánh nhai những cái nút dao động, nó làm ra những bồi âm, rồi có một cái cần để làm cho cái sự căng thẳng của sự dây nó thay đổi. Do đó mà cái độ cao của những âm thanh bồi âm đó nó thay đổi. Cái điều đó là vô cùng độc đáo. Mà đi xa hơn nữa, từ ngày xưa thì cái trống đồng Việt Nam cũng là một cái sắc thái Việt Nam. Là bởi vì người ta nó nghĩ rằng trống đồng có ở Trung Quốc, nó có ở miền Nam Trung Quốc. Và miền Nam Trung Quốc lúc đó cũng chưa hẳn là của Trung Quốc. Là bởi vì nước Việt Nam ngày xưa có đã có tới Quảng Tây, Quảng Đông, thì cái vùng đó cũng vẫn còn là cái vùng đất nước Việt Nam. Rồi người ta nói trống đồng có thể có ở bên các nước khác như là Lào hay là những cái nước khác, có thể qua tới cả Indonesia. Thế nhưng mà rải rác đâu đó có, mà ở tại Đông Sơn là đặc biệt của Việt Nam. Huống chi sau này khi khai quật được, thấy những cái hoa văn trên những trống đồng đó nó còn ở lại trong cái hoa văn váy của những người Mường. Và những có nhiều nơi còn có những cái hiện vật mà dùng, thì chúng ta thấy rằng trống đồng là do nơi người Việt Nam sáng tạo ra, có thể phân phối đi các nơi mà cái gốc vẫn còn là Việt Nam. Cho nên khi đưa trống đồng Ngọc Lũ hay trống đồng khác đưa lên thì cái hình ảnh đó người ta thấy Việt Nam. Bây giờ thì người ta khẳng định như thế, mà chúng ta khẳng định như thế, mà có lẽ thế giới những nhà nghiên cứu học bắt đầu đã khẳng định như thế. Chứ ngày xưa còn mờ mờ, không biết cái đấy của Trung Quốc, không biết cái đó của Ấn Độ, ai cũng không nghĩ rằng dân tộc Việt Nam làm ra. Nhưng bây giờ mình khẳng định như thế. Kể cả ông Anton Hood, khi mà ông nói đi qua tới bên Indonesia, mặc dù thấy có cái những cái dàn trống đồng từ ngày xưa, nhưng mà ông nói cái trống đồng đó là từ bên phía Việt Nam mà đưa sang qua. Thì những cái gamelan gâm bút của bên kia cũng là cái gốc từ bên đây đi qua, thì cái chuyện đó nó còn là nghi vấn. Nhưng mà dù sao đi nữa, trống đồng vẫn là của Việt Nam. Kể cả gần cái dân tộc ở Trường Sơn, cái đờn đá mà đánh như thế cũng là Việt Nam. Cái đờn đá chưa có nước nào có hết thảy, là bởi vì đá nó đánh nhiều cách khác. Nhưng mà đá ghè đẽo chứ không phải đá mài nhẵn. Đá mài nhẵn thì Trung Quốc có, nhưng mà đá ghè đẽo chỉ có ở Việt Nam. Và thỉnh thoảng người ta thấy một vài nơi lạ lùng là những cái vùng Nam Mỹ, có một bà đó tìm ra được ba thanh đá đưa vào trong bảo tàng viện con người. Nhưng mà rải rác thôi, chỉ tại ở tại cái vùng Tây Nguyên tìm ra được đờn đá đầu tiên là Nhất Liên Rắc, đá thứ nhì là Khánh Sơn, thứ ba là Bác Ái, kế đó Bình Đa, rồi kế đó có bao nhiêu thanh đá khác, và toàn là những cái chất đá mà đá từ trong núi lửa đi ra, từ cái gọi là cái đá sừng Roscornian System Metamorphic, hay là đá thuộc những cái loại Rhyodacite, Rhyolite Porphyry, thì chỉ vùng đó có. Mà có những mảnh đá người ta ghè đéo, thì cái đờn đá như thế đó là cũng là đặc biệt của nước Việt Nam, không phải là của dân tộc người Kinh. Nhưng mà nước Việt Nam không phải chỉ có người Kinh, mà nước Việt Nam là người Kinh và tất cả 54 sắc dân hiệp lại cũng là trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Thì những người đó là những dân tộc ít người, dân tộc thiểu số, nhưng cũng là người Việt Nam.
Thì do đó bây giờ khi mà thấy đờn đá, người ta nghĩ à cái đó là Việt Nam. Thấy trống đồng, ta nói là Việt Nam. Thấy đờn bầu, ta nói là Việt Nam. Thấy cái sinh tiền, người ta nói là Việt Nam. Là bởi vì sinh tiền độc đáo vô cùng, chỉ một cái nhạc cụ nhỏ mà nó có ba chức năng, vừa đánh lại thành là cái sân, tức là gõ, hai miếng gỗ gõ vào nhau. Nhưng mà còn cỏ quẹt đánh theo nó có cái còn như là cái đờn, theo đờn violon mà cả như thế, nó có đánh cái tay đánh nó rất rất đẹp. Thì cái đó là một cái điểm thứ nhì là cái cỏ quẹt rồi rung, rung là cái loại sis rồi. Thì thành ra một cái nó theo bên bên phương Tây nói rằng giữa cricket, hackler và sis, tức là gõ, cỏ quẹt và rung. Mà ba cái đó chức năng trộn chung lại, thêm vào tiếng gỗ và tiếng kim nhập lại, thì cái đó cũng là một cái độc đáo Việt Nam. Độc đáo Việt Nam trong cách tạo ra nhạc cụ, độc đáo Việt Nam trong cách trộn lại những cái âm thanh, tức là âm thanh gỗ và âm thanh kim khí, tức là không phải là luôn luôn không phải đơn điệu mà luôn luôn là đa điệu. Thì cái đó cũng là cái tính cách thứ nhì trong cái cách mà tạo ra nhạc cụ Việt Nam. Cái sông Lan Việt Nam tuy là nhỏ, gõ một cái đưa vào trong lỗ tai rất rõ là tại sao, là bởi vì gõ một cái đem ra phân tích nó thuộc về 3000 Hz, nó hiện lên trên cái băng từ. Mà cái lỗ tai con người thích nhất là từ những âm thanh, do những âm thanh từ 2500 cho tới 4500 Hz. 3000 Hz nó lọt vào trong cái vùng thính nhất, cho nên đánh rất nhẹ mà nghe rất xa. Cho nên ông Lép, ông có một cái người nghiên cứu về thanh học, ông đã quá vãng rồi. Khi mà ông nghiên cứu với tôi một số nhạc cụ Việt Nam, ông lắc đầu mà ông kết luận như thế này: nhạc cụ Việt Nam hình thức mặc dù thô sơ nhưng có một cái hiệu quả rất là cao, dùng nhân lực rất ít mà hiệu quả rất cao, gõ rất nhẹ mà nghe rất xa. Thì đó là cái không phải ý của tôi mà ý của cái người bên ngoài nhìn vào, không phải nhìn một cách chủ quan, nhìn một cách khách quan, một cách khoa học mà nhận thức được cái cá tính của âm nhạc Việt Nam hình thức thô sơ mà hiệu quả rất cao. Đó là cái về nhạc cụ. Rồi ngoài ra nó có cái khác nữa là về trong cái nhạc ngữ, ngôn ngữ nói. Cái ngôn ngữ Việt Nam nó thì từ ở trong dân ca cho tới nhạc truyền thống, lời ca đi đôi với tiếng nhạc, tiếng nhạc đi đôi với lời ca, hai bên nó bổ sung cho nhau, mà luôn luôn tiếng nhạc luôn luôn là theo cái thanh giọng bổng trầm của câu thơ. Thì điều đó là một trong những cái điểm mà chúng ta đã thấy có trong âm nhạc Việt Nam, có trong âm nhạc Trung Quốc ngày xưa, mà âm nhạc Trung Quốc ngày nay bắt đầu bỏ cái thanh giọng, chỉ cần lấy cái nét nhạc thôi. Thì cái đó là một điểm. Cái điểm thứ nhì nữa là nó có một cái điệu thức, mà điệu thức Việt Nam từ Bắc chí Nam nó có một cái rất là đồng nhất với nhau về điệu thức. Thì trong âm nhạc Việt Nam nó có cái điệu thức là quan trọng. Mà trong điệu thức đó thì chúng ta thấy rằng mặc dù tỉ như thang âm hò sự sang xê công liêu, mà sự công chúng ta rung, mà người Trung Quốc cũng hò sự sang xê công liêu, sự công họ mổ và sang xê họ rung. Thành ra cùng một thang âm nhưng mà điệu thức Việt Nam rõ ràng, khi mà sự công rung như thế, cái hơi ra nghe không ai nói rằng của Trung Quốc. Và chính là khi chúng tôi sang Trung Quốc giảng mà chúng tôi nói theo cái phong cách đó, thì người Trung Quốc cũng phải nhìn nhận rằng cái thang âm đó là đặc biệt Việt Nam. Ngoài ra có những thang âm điệu xuân hay là ai cũng là đặc biệt, mà nhất là cái chữ sang. Cái chữ sang Việt Nam nó có 4 cách đánh chữ sang: liêu công xê sang sự sang họ sự sang, sang là vui. Nhưng mà công liêu công xê sang công sự họ sự sang, sang rung nhẹ nhẹ quảng. Liêu xê sang sang liêu sang xê sang sang là xuân thanh thản, nhưng mà khi nó bị rai rứt mà nó bị rứt đi đó, liêu xê sang họ xê sang sang buồn. Thì thành ra một chữ sang không mà nó có vui, nó có cũng như là liếng thoáng, rồi nó có thanh thản, rồi nó có buồn, thì tất đó là cái tinh vi của âm nhạc Việt Nam. Mà khi đờn như vậy không ai nói rằng cái đó là của Nhật Bản, không ai nói đó là của Triều Tiên với của Trung Quốc, mặc dù rằng tất cả cùng ở chung trong một vùng Đông Á mà cùng chung trong một hệ thống thang âm điệu thức.
nhưng mà của mỗi nước nó có một cái sắc thái riêng, mà sắc thái đó là của người Việt Nam. Cái khác của người Việt Nam nữa là cái quan điểm về diễn tấu nhạc, tức là đưa vô có cái bốn chữ là chân phương qua lá. Học thì học đúng vuông vắn chân thật, nhưng mà khi đánh phải có qua có lá. Cho nên từ tiết tấu cho tới điệu nhạc cũng vậy, tiết tấu rụp tung cắt đi vậy, nhưng mà đánh hoài người ta ngán, cho nên thêm chỗ này cái qua là chữ tán, thêm này cái lá tán thì nó rụp tung cắt, tán rụp tán tung cắt, để cái cho cái nét nhạc nó đẹp hơn. Rồi bây giờ lưu thúy cũng vậy, hò sư sang xê sang, hò sư sang bản thì như thế, mà không ai bao giờ mà đánh như thế không ai nghe. Có người đợt họ cộng họ là họ sự sang, đà sự sang, xê cống xê sang, họ cộng là họ sự sang, thêm bao nhiêu chữ đó, tức là thêm qua thêm lá cho nó đẹp. Rồi còn ngoài ra còn đảo phách nữa, thì thành ra cái chuyện mà biểu diễn theo cái phương pháp chân phương qua lá là một cái quan điểm về mỹ thuật, một cái quan điểm về mỹ học, làm cho người Việt Nam nó có cái phong cách đưa một cái tịnh làm một cái động, tức là biến cái chết thành cái sống. Như đó, cái đó là cái độc đáo của dân tộc Việt Nam, của nhiều nước khác, nhưng mà dân tộc Việt Nam đưa cái đó lên tới một cái đỉnh cao, tức là cho nó thành hệ thống, nói nó ra thành lời. Rồi ngoài ra nữa, cái cách đánh trống cũng vậy, cái cách đánh trống của chúng ta cũng vô cùng độc đáo. Mặc dù đằng trống đánh hai cái dùi như người Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc đánh thì không có cái chuyện như chúng ta là tiếng trống đánh thế nào là tối, thế nào là sáng. Tuy nhiên đánh bình thường, ton 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 cắt ton là bình thường, nhưng mà đánh tán 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 cắt tán là cho nó sáng hơn, tịch 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 cắt tịch là nó tối hơn. Thì đánh sáng tối do nó cái bịch mặt trống hay không, cái âm thanh nó khác. Vì vậy mà trong âm nhạc Việt Nam cái màu sắc của âm thanh vô cùng quan trọng. Cho đến đổi đần, chứ đần ngay cả đần thì bà liêu công C, nhưng mà chữ C đánh dây nhỏ, chữ C đánh dây lớn là hai chữ khác nhau. Cho nên trong đó đần ngay cả đần đáy cũng bị tinh tinh tang, tinh 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 tang, tinh tang một giọng, nhưng mà tinh đánh một dây, tang đánh một dây. Thì cái những cái đó là đo cho chúng ta thấy rằng cái người Việt Nam tế nhị trong cái chỗ mà cho một cái màu âm cho âm thanh. Thì tóm lại, nhạc cụ nó cũng có những cái nét độc đáo, và tôi chỉ đưa ra một vài cái nhạc cụ độc đáo thôi, chứ còn những nhạc cụ khác tuy là từ bên ngoài đưa vào, nhưng mà bây giờ nó có sắc thái Việt Nam, hoàn toàn Việt Nam 100%. Cái đờn tranh bây giờ nó nhất định đờn lên, không ai nói cái đờn Trung Quốc, là bởi vì cái cách đờn nó khác, âm thanh dùng nó khác, nhấn nhá nó khác, bài bản nó khác, cái nét nhạc điệu nó khác. Rồi cái đờn nhị mặc dù là của không phải của Trung Quốc cũng lấy của người khác đưa ra, nhưng mà đưa du nhập vào Việt Nam nó cũng đã biến thành ra một cái đờn hoàn toàn Việt Nam. Thì do đó mà tôi không có nhắc tới trong lúc đầu, chứ nhưng mà bây giờ tất cả nhạc cụ đó là khi nào mà nhập lại là Việt Nam, cả cái đờn Nguyệt. Thì như thế chúng ta thấy rằng nhạc cụ nó có những nét độc đáo, thang âm điệu thức nó có những nét độc đáo, cách biểu diễn nó có những nét độc đáo, từ cái phát âm lên đổ hộp là như thế nào, chứ không phải là ngân. Đổ hộp là như mà thả một hộp châu, nó dòng trên cái mặt. Rồi thì trong đó có những cái chuyện nho nhỏ mà không ai ngờ, tức là chẳng hạn như là khi mà nó có lái thì cái luyến khác, cái lái khác, rồi cái lái nó có những lái rút, lái đắp bờ, lái nhúng, lái này kia, thì những cái điều đó là cái tinh vi ở trong tiếng hát. Rồi tiếng hát của Việt Nam chúng ta cũng có những cái quan điểm khác nữa, là chúng ta ưa những tiếng hát làm sao cho nó tròn vành rõ chữ, cho nên do cái tiếng hát về cái tiếng hát làm cho cái tiếng hát nó tròn đi, không có muốn cho nó có gút mắt. Thì đó, những cái điểm đó là cái điều mà nước Việt Nam đưa ra bằng một cái truyền thống thầy truyền lại cho học trò, mà nó có một cái sắc thái đặc biệt Việt Nam. Thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư nói về cái nhạc cụ đó thì nó có rất nhiều. Nhưng mà thưa giáo sư, là liệu là mình có thể mà xây dựng một cái ban quốc nhạc mà nó có bao gồm hầu hết tất cả những cái nhạc mà độc đáo, những cái nhạc cụ mà độc đáo của Việt Nam làm căn bản và đầy đủ như vậy được không? Bây giờ thì chắc có lẽ là khó, là bởi vì thế này,
bây giờ khó có thể có một dàn nhạc nào đang đánh đờn tranh với đờn nhị hay là đờn nguyệt hay đờn bầu mà có tiếng trống đồng hay là tiếng đờn đa, bởi vì cái đờn nó nhiều qua, trải qua bao nhiêu thời đại, nó đi qua tới một cái dải dài của đất nước Việt Nam. Trống đồng thì ở Đô Sơn, ở Đồng Trong Sơn, vùng Thanh Hóa, nhưng mà cái đờn đá thì ở miền Trược Sơn, mà trống đồng thì của dân tộc Kinh, có thể người Mường, nhưng mà đờn đá thì là dân tộc ở trong đó, bây giờ thì là dân tộc Rác Lê, nhưng có lẽ là dân tộc khác nữa trước ở tại cái vùng Trường Sơn. Thì cái đó là một cái dân tộc đã khác nhau, niên đại khác nhau, không gian khác nhau và thời gian khác nhau, gặp trở lại thì rất khó khăn. Khó khăn là trong cái chỗ không thể phối hợp được. Thế nhưng mà những cái nhạc cụ mà ngay như bây giờ hiện thời giờ, khi mà đờn tranh, đờn nhị, đờn nguyệt, ba cái đó là tam tấu, cũng đã bắt đầu có một cái phong cách Việt Nam rồi. Miền Trung nó có thêm được cái đờn tỳ bà, hoặc là đờn tam có khi thế cho đờn bầu, gọi là ngũ tuyệt, năm cái đờn ngũ tuyệt. Cái đó cũng là đặc biệt Việt Nam rồi, khi nó ngũ tuyệt là người ta biết Việt Nam. Chứ còn mấy nước khác nó không có cái đó, nó không phải là cantet, nó không phải là quatuor, nhưng mà nó là những cái đàn phối hợp theo phong cách của Việt Nam. Thì cái đó tôi thấy rằng chúng ta có thể nghĩ như vậy để mà đưa ra những cái dàn nhạc nó có cái phong cách Việt Nam rồi. Chứ nếu mà đưa cả luôn cả trống đồng với đờn đá vào thì nó có cái khó khăn. Nhưng mà cái đó nó khó khăn chứ không phải là không được đâu. Có lẽ một ngày nào đó nó cũng có một cái người nào đó tìm là cái gì, hoặc là sáng tạo một cái gì mà đều có thể là trống đồng và đờn đá đã đi được, đi đôi được rồi. Thì cái chuyện đó là Lưu Nhất Vũ cũng đã có thể nghiệm trong cái bài Về Nguồn, khi mà đánh cho đờn đá Khánh Sơn, và khi mà tiếng đờn đá Khánh Sơn hợp với trống đồng nghe ra nó cũng rất oai hùng, một sáng tác mới nhưng mà bắt nguồn từ thuở xa xưa. Chào thưa giáo sư, thì như thế riêng về nhạc cụ cũng như nói chung về âm nhạc nói chung đó, thì đối chiếu với các dân tộc khác thì theo giáo sư thì cái nhạc của mình giống với cái nhạc của nước nào nhiều nhất? Bây giờ nó trước kia thì nó có lẽ là nó khác, là bởi vì trước kia cái thời kỳ khi Trung Quốc chưa sang bên đây thì thời kỳ đó là thời kỳ trống đồng, và thời kỳ trống đồng thấy trên mặt đờn ngọc lũ thì nó có một cái khèn bè, và khèn bè đó và có cái sanh thì có điệu múa, thì lúc đó có lẽ có một cái lối nhạc đặc biệt mà chúng ta bây giờ đã thất truyền. Nhưng mà khèn bè không phải chỉ có đất nước Việt Nam, khèn bè có cả dân tộc Nùng, dân tộc Tài, dân tộc Thái, dân tộc cả Trung Quốc, cả Nhật Bản, Triều Tiên cũng có, mà kể cả cái vùng Borneo, Kiluri, Dayak cũng có. Thì cái khèn bè nó có cùng với thể tất cả trong Đông Nam Á và Đông Á, thì không thể nói cái kèn đó là kèn đặc biệt của chúng ta. Nhưng mà trong khi đó chúng ta thấy rằng cái nhạc Việt Nam nó có giống nhiều nhất là Trung Quốc, là bởi vì người Trung Quốc sang đô hộ cũng rất lâu, mà người Trung Quốc đã đưa qua những cái nhạc cụ, chẳng hạn như là cái đờn khủ trứng của Trung Quốc thì du nhập trong nước Việt Nam đời nào không biết. Nhưng mà Lê Tắc trong An Nam Chí Lược đã nói rằng đại nhạc thì có những cái kèn tất lật, tức là pili, trống cơm, là phản cổ, nhưng mà tiểu nhạc nó có tỳ bà và đờn tranh. Mà đờn tranh đó, dùng chữ tranh đó, tức là cái đờn của Trung Quốc, nhưng mà đưa vào trong Trung Quốc rồi thì chúng ta có cái phong cách đờn đã rất khác rồi, nhưng mà nó gần. Thứ ba nữa là có những nhạc cụ khác, tỉ như đờn tam đó, của chúng ta là san xiển, nó có đại cổ, tiểu cổ, trống đánh cũng gần gần giống nhau. Thì tuy là giống nhau trong hình thức mà khác nhau trong nội dung, đều nó gần lắm, gần đến độ cho khi mà chúng ta nói hò sử sang xê cống, là người Trung Quốc cũng có hò sử y sang xê cống phản lưu, chúng ta nói cung thương dốc trì vũ thì người Trung Quốc cũng có là cung sang khiệu trì vũ, thì tất cả mấy cái đó giống nhau. Có những bản kể cả là chúng ta coi là lưu thủy thì người Trung Quốc cũng có là liễu thủy, là cao sơn liễu thủy, tức là cao sơn lưu thủy, thì chúng ta cũng có cao sơn lưu thủy. Là những cái đó là cái tên bản đã giống nhau nhưng mà cái nội dung bản khác nhau. Rồi có những cái bản mà chúng ta có bình sa lạc nhạn, Trung Quốc cũng có bình sa lạc nhạn, thì tất cả mấy cái điều đó làm chúng ta thấy rằng những cái nhạc cụ giống nhau, về cái cách ký âm giống nhau, về cái bài bản nó giống nhau, thì cái đó là gần nhất là với Trung Quốc. Cũng bản chia ra từng đoạn, chúng ta một bản có nhiều đoạn, tỉ như là bản Lưu Thi Trường nó có mấy lớp, lớp đầu, lớp này, lớp kia, thì bản Trung Quốc cũng có nhiều lớp, mà bản Triều Tiên cũng có nhiều lớp, bản Nhật Bản cũng có nhiều lớp. Thì tức là cả một cái vùng Đông Á đó,
nó có những cái bản lớn mà chia ra từng lớp thì cái đó là chung. Nhưng mà cái phong cách đờn của Nhật Bản nó chuyển sang qua khác, phong cách đờn của Triều Tiên chuyển sang qua khác, là hệ thống thang âm nó khác. Riêng chúng ta và Trung Quốc hệ thống thang âm gần lắm. Hệ thống Bắc chúng ta là gần với cái trân cung tiểu, tức là chánh cung điệu của người Trung Quốc lên dây đờn tranh. Khi họ lên dây trân cung tiểu, mình lên dây Bắc là y hệt như nhau. Nhưng mà đờn sử cống mình rung, họ sử cống họ mổ. Và cái cách đờn nó vừa do đó mà nó biến khác. Nhưng mà gần nhất là Trung Quốc. Cho nên khi mà cả cái nhã nhạc cũng vậy, nhã nhạc từ cái thời kỳ mà ông vua Lê Thái Tôn, tức là sau khi lập được Yên Quốc rồi, Lê Thái Tổ nhường ngôi cho Lê Thái Tôn, mà Lê Thái Tôn định lại nhã nhạc, thì Lương Đăng là một người trong triều ông Quảng Quang cùng với Nguyễn Trãi được chỉ định ra để mà khai định nhã nhạc, thì ông Lương Đăng bắt chước y khuôn theo nhạc Trung Quốc, đến nỗi ông Nguyễn Trãi không bằng lòng. Ông Nguyễn Trãi không bằng lòng, cho nên cái ngày mà đưa ra giới thiệu nhạc, ông Nguyễn Trãi không giữ trong triều đình. Mà cái nhạc đó vì ngoại lai bắt chước người Trung Quốc, cho nên nó chết rất mau, là bởi vì nó không phù hợp với dân tộc Việt Nam. Cho nên nhạc đó mặc dù đang đưa ra chỉ định ra, nó có những cái lối nhạc ngày xưa bắt chước theo đường thượng chi nhạc, đường hạ chi nhạc của Trung Quốc, tăng sơn chi vậy, thì là cái đó nó không phải là lạ. Do đó mà nó có một cái ảnh hưởng phần nào giống lắm, giống mà khác. Tức là bây giờ đờn ra không bao giờ ai nghe tiếng nhạc Việt Nam mà nói cái đó là của Trung Quốc, chỉ trừ ra cái hơi quản là mình quyết lòng mình bắt chước của người Trung Quốc để đang mình nắm lấy mình làm giàu cho cái âm nhạc của mình. Mà không phải đó, nó chỉ là một trong những nhiều điệu, chứ không phải là một điệu mà nó lấn áp, nó làm cho tiêu tan tất cả nhạc Việt Nam. Dạ thưa giáo sư, nhưng về cái nhạc cung đình thì nó có nhiều điểm giống với lại nhạc Trung Quốc, nhưng mà nhạc dân gian của chúng ta đó, thứ nhất là về dân ca, thì xin giáo sư là có những cái điểm nào giống Trung Quốc không? Và xin giáo sư cho biết những cái độc đáo của dân ca Việt Nam. Không, tôi nói là nhạc cung đình nó giống là giống từ hồi xưa đó. Chứ mà bắt đầu từ đời nhà Lê đó đã là thay đổi rồi. Từ Lê Triều Hội Điển, Lê Triều, Lịch Triều Hiến Trương loại chí đã khác rồi. Qua tới đời nhà Nguyễn mà khi Minh Mạng Chánh Yếu đưa ra thì có cả một cái lối nhạc khác. Cho nên nhạc triều đình của Việt Nam bây giờ khác hẳn nhạc triều đình của Trung Quốc, mà có một cái sắc thái vô cùng đặc biệt của người Việt Nam. Còn trong dân ca thì lại tất nhiên là dân ca là những cái loại ca khúc mà nó dính liền với đời sống của con người. Từ lúc mới sinh ra là có những tiếng hát ru, lớn lên trẻ em hát, trẻ em chơi, ra ngoài đồng có những cái đối ca nam nữ để mà hát, quên cái nhọc nhằn của công việc làm. Đồng thời nó có một cái phóng khoáng, nó dính liền với cả cái môi trường, những cái khung cảnh đồng ruộng mênh mông, tiếng ca bát ngát. Nó làm cho người ta phấn khởi làm việc, mà làm việc quên mệt, tức là làm việc có một cái năng lực rất cao. Mà tất cả cái chuyện mà lúa mà khi gặt được rồi, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng có dồi dào hơn những cái thửa ruộng mà người ta chỉ cúi đầu làm việc không. Rồi thì đó, cái đó là một cái nó vô cùng phong phú. Mà trong dân ca Việt Nam nó có một cái điểm mà chúng tôi để ý thấy đó, là đa số dân ca Việt Nam dựa lên trên một cái lời thơ hoàn toàn Việt Nam là lục bát. Lục bát và lục bát biến thể. Đồng thời nó có những cái lối nhạc Việt Nam hoặc là biền ngẫu theo Việt Nam. Thì dân ca Việt Nam nó dính liền như thế, nó không có những cái 5 chữ, 7 chữ như là thơ đường luật của những người mà học gì nho học, những người nho sĩ. Còn trong dân gian thì nhất định là lục bát và lục bát biến thể. Thì trên cái cơ sở lục bát biến thể đó, nó sinh ra không biết bao nhiêu là điệu. Mà người ta cứ tưởng rằng lục bát biến thể nó có một cái hệ thống trắc bình nhất định, mà nó ta bị bó buộc trong cái lời thơ đó. Nhưng bó buộc lời thơ đó mình vẫn vượt ra ngoài. Mà cái vượt ra ngoài đó là một cái cá tính của dân ca Việt Nam, tức là không bị cái hệ thống thanh vọng làm cho mình bị cô động lại, mà mình vượt ra ngoài, mình đi lên cao. Rồi mà nó rất nhiều lắm, nó dính liền với đời sống hàng ngày, cho nên vui cũng hát, buồn cũng hát, đau ốm cũng hát, khi sanh ra cũng hát, mà khi trở về với các bụi cũng có câu hò đưa linh để đưa cho con người trở về nơi chính xuôi. Từ giáo sư thì, theo giáo sư thì có những cái làn điệu nào dân ca, liệu có một cái làn điệu dân ca nào mà có thể phổ biến rộng rãi trên thế giới được không? Và nếu ta muốn thì có cách nào để ta làm phổ biến? Nếu mà dân ca mà phổ biến trên thế giới thì cũng thật ra cũng ít có, bởi vì dân ca nước nào nó cũng
phù hợp với cái bản chất của dân tộc đó. Thì dân tộc tí như dân ca của Pháp thì chỉ phổ biến trong những nước nói tiếng Pháp, chứ không có đi qua tới những cái nước của, mà nói tiếng Anh hay là tiếng Đức. Chỉ có những cái ca khúc mới bây giờ thì do nơi cái sự mà quảng cáo rần rộ của những phương tiện truyền thông đặc biệt thì bắt buộc người ta phải nhớ tới, cho nên nó đi ra vậy thôi. Chứ còn thật ra hay dân ca là nó phù hợp với cái bản chất của dân tộc của một nước đó thì đi ra nước khác nó không phù hợp nữa. Nhưng mà khi nào mà muốn cho phù hợp đó, là nó phải dễ cho người ta bắt chước theo. Mà tôi có một cái kinh nghiệm, khi mà tôi đi đâu tôi hát chơi đó, thì là cái bài mà họ hụi mà nói rằng hù là khoan, là hù là khoan, thì ai nào cũng làm dễ lắm. Cứ là hù là khoan thì Tây nó làm theo dễ lắm, mà nước nào cũng làm hết. Bây giờ thế giới tôi đi đâu, từ bên Anh bên Mỹ thì tôi nói cứ nói hù là khoan cái tất cả, là hù là khoan, à là khoan, họ khoan, là hù là khoan, thì cái đó là dễ, là hù là khoan. Thì những cái đó là có thể làm cho người ta nghe dễ dàng, nhưng mà cái lời mình hát đó, nó là tiếng Việt thành ra rất khó. Nhưng mà cái thang âm đó là cái thang âm nó dễ dàng, nó gần với mọi người, tàn, cái đó là tàn, cũng còn dễ. Chứ còn những cái thang âm nào mà quá độc đáo, chẳng hạn như sa mạc, bồng mạc, nó luyến lái, nó không thể nào mà nước khác làm được. Thì cái những điệu nào mà có thể phổ biến được là cái thang âm nó giản dị, mà tiết tấu nó nhẹ nhàng thì có thể được. Nhưng mà chúng ta không cũng chắc cũng không thể có cái tham vọng mà đưa phổ biến khắp trên thế giới. Nhưng mà có thể làm cho thế giới chấp nhận để mà hát chơi với chúng ta thì là những cái bài dễ dàng, chẳng hạn như điệu cò lá hay là cái điệu hò hụi, hò khoan, hay một vài bài cái điệu quan họ. Chứ còn Lý Ngư Ô thì Lý Ngư Ô có thể được, nhưng mà Lý Ngư Ô nó là đặc biệt theo cả miền Nam, nhưng mà cả bây giờ tất cả ba miền đều có thể đợt, thì cũng là cái loại đó, tức là hò sư sang xê công, cái thang âm nó thang âm dễ dàng. Dạ, thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết là những cái nét độc đáo về múa rối nước, và chúng ta có thể làm cách nào để mà nhân rộng, để phổ biến cái múa, cái hình loại này trên thế giới được không? Năm 1978, tôi về để tôi gặp múa rối nước lần đầu tiên. Rồi tôi có đem ra một cái cuộn phim nhỏ, thì giới thiệu từ đó tới bây giờ thì múa rối nước bây giờ đã được lan rộng ra nhiều lắm rồi. Độc đáo của nó là cái gì? Bởi vì múa rối thường thường có múa rối tay, tức là đưa vào trong bao tay lên mà làm. Cái rối dây, tức là rút dây đây. Có múa rối sào, tức là có cái que, rối que, rối sào. Nhưng mà rối nước Việt Nam không phải que, không phải sào, không phải tay, không phải dây, mà lại múa, không phải dây mà múa rối sào. Bởi Việt Nam là không phải là múa rối que mà múa rối sào. Tức là cái sào nó dài ra 3-4 thước, còn cái que nó chỉ ngắn như thế này. Thì cái rối sào của Việt Nam mình nó phối hợp với dây và que. Điểm là điểm thứ nhất. Cái thứ nhì, không phải trên cạn mà nó dưới nước. Cái thứ ba là cái múa rối đó không phải là chỗ nào cũng có. Trên thế giới chỉ có hai chỗ có là Trung Quốc và Việt Nam. Mà Trung Quốc thì theo sách để lại nó có từ đời nhà Tống. Có đời nhà Tống nó có nhiều cái lắm. Nó có ví dụ như là quyền ti khôi lỗi, tức là dây treo lên. Tẩu tuyến khôi lỗi, tức là cái tay kéo sợi dây đi. Dục dược phát khôi lỗi, tức là đốt thuốc súng bắn lên thành con khôi sống. Nhục khôi lỗi, tức là những trẻ con bắt chước như con rối mà bằng thịt người múa ra. Rồi trượng đầu khôi lỗi, tức là bằng que. Rồi nó có cái sủy quẩy lị, tức là múa rối nước. Nhưng mà nước Việt Nam, bia Sùng Thiện Dân Linh 1121 có ghi lại rằng có múa rối nước từ lâu lắm rồi. Sau khi thấy nó hoàn chỉnh mới bắt đầu giới thiệu cho nhà vua. Lần đầu tiên tại sông Lô thì có những con rùa ngậm nước phun ra, có những nàng tiên tay chân quyển chuyển. Thì khi mà nói vậy người ta đánh giá, người ta nói rằng múa rối nước Việt Nam có từ 1121, đâu phải thế. Nó đã có từ lâu mới đã đưa ra cho nhà vua. Rồi nhà vua xem xong rồi lâu lắm mới có cái bia nó viết ra. Thì cái đó, cái chuyện đó thì nhất định múa rối nước có thể có từ thời kỳ ít nhất là thế kỷ thứ 10. Thì do đó chúng ta thấy rằng cái đó nó đã xuất phát từ trong đất nước Việt Nam, là nơi có bao nhiêu là nước. Rồi nó gia truyền con nối mãi cho tới đời nay còn giữ lại. Cho nên trong khi đó sủy quẩy lì bên Trung Quốc qua tới nhà Thanh là mất. Không còn nữa, không còn nữa cho tới ngày nay. Thì bây giờ trên thế giới chỉ có đất nước Việt Nam là có múa rối nước. Cho nên do đó khi nào nói tới múa rối nước là không bao giờ ai nghĩ ai khác hơn là Việt Nam. Mà khi đó ông một giáo sư nghiên cứu về múa rối nước thì có một hôm thảo luận với tôi, nó không biết rõ rằng
Trung Quốc vay mượn của Việt Nam hay Việt Nam vay mượn của Trung Quốc thì chúng tôi cũng không khẳng định được, nhưng mà tôi luận như thế này: người Trung Quốc mà khi cái gì họ sáng tạo ra là họ cho một cái tên ngay, chẳng hạn như cái đần cầm thì họ cho là chín, đần sắt thì họ cho là sư, đần tranh thì họ cho là trưng. Nhưng mà khi họ lấy cái đặc cái kèn mà kèn của nước của cái vùng mà nước Thổ Nhĩ Kỳ Ba Tư đó, thì cái chỗ nước Thổ Nhĩ Kỳ nó kêu bằng Zurna, đi qua Ba Tư nó kêu bằng Sorna, chuyển sang qua Ấn Độ nó kêu bằng Sanay, thì người Trung Quốc bắt chước cái lấy kêu bằng Sona, là Sona là phiên âm của chữ Zurna. Bây giờ coi chữ khuấy lệ nó là phiên âm hay là đặt ra. Chữ khuấy là một bên nhân, một bên chữ quỷ, có thể nó là hội ý, hình dáng như con người mà nó là con quỷ. Nhưng chữ lệ bên chữ nhân đứng bên ba chữ điền không có nghĩa gì hết. Đây là chữ phiên âm. Mà nếu phiên âm tức là mượn của ai đó không biết. Thì bây giờ chữ lệ, tại sao con Việt Nam mình kêu bằng con rối? Có nhiều người nó tưởng con rối là do nó khôi lỗi mà ra, chứ biết đâu chữ khôi lỗi là do chữ rối mà ra. Mà chữ rối ngày nay, ngày xưa có thể nói là lối. Ngày nay chúng ta nói trời mà ngày xưa nó là lời. Thì ngày nay con rối ngày xưa nó lối, mà lối thì đưa ra lấy rất rất dễ dàng. Có thể chuyện đó. Huống chi là trong đó cái người chánh là chú Tiểu, mặc váy mà không phải mặc quần, mặc khố mà không phải mặc quần, chứ không phải mặc váy, tôi xin lỗi, cái khố chứ không phải cái quần. Thì cái đó là cái đặc biệt của Đông Nam Á, đặc biệt của cái vùng chúng ta đang ở và cả Đông Nam Á. Trong đó lời nói là lời nói tiếng Nôm nhiều hơn chữ Hán, không bao giờ có chữ Hán, không có bao giờ nhân vật Hán. Nhưng trò chơi là trò chơi Việt Nam mà từ trong dân gian đưa ra. Mà huống chi nước, người ta hỏi tôi tại sao lại làm với nước, tôi nói nước đối với Việt Nam vô cùng quan trọng. Chữ nước Việt Nam không phải chỉ nước mình uống thôi, mà đất nước của chúng ta, quốc gia của chúng ta. Mà cái chuyện gì mà quan trọng nhất là cho nước ở đây. Cho nên công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mà thói Việt Nam sợ cái gì? Sợ bốn cái là thủy quả đạo tặc, cũng sợ nước trước hết thầy. Mà cái gì cần thiết để cho nhà nông để làm mà thành công? Nước phân cần giống, cũng nước là quan trọng nhất. Rồi cái chuyện gì cũng đó nước thầy, là khi nào mà muốn nói một chữ bình chí thì nước chảy đá mòn. Mà muốn nói không bao giờ thối chí thì còn nước thì còn tác. Cái gì nước cái là nước, còn khi nào mà nhớ ơn cũng vậy, là uống nước nhớ người đạo giếng, thì cái nước đối với người Việt Nam vô cùng quan trọng. Sông ngoài rạch không biết bao nhiêu trong đất nước Việt Nam, thì cái đó nó là một cái yếu tố để làm cho cái múa rối chúng ta có một cái sắc thái đặc biệt. Nước che giấu những cái chuyện mà chúng ta sắp đặt sẵn ở trước, mà nước nó minh mông, nước nó rọi nên mây, nước nó rọi trời, nước nó phóng khoáng, thì cái nước đó làm cho người Việt Nam, người nông dân lấy nước làm gốc, cho nên đưa ra cái múa rối đó. Chúng tôi nghĩ rằng múa rối nước là múa độc đáo của dân tộc Việt Nam, là sào phối hợp với dây, tay nhúng dưới nước, người đứng ở dưới nước mà làm những, cho nên nhờ cái nước nó đỡ lên mà làm những chuyện rất nặng mà làm được. Thì cái đó là ngày xưa Việt Nam không có học Francis Archimedes, không có học khoa học gì hết, mà lợi dụng được cái sức mạnh của nước để mà làm chuyện đó, đó cũng là thần tình. Cho nên chúng tôi rất lấy làm mà vui mừng khi mà đưa rối nước ra ngoài được bao nhiêu người trên thế giới chấp nhận, mà nhận thức đó là một cái múa rối đặc biệt Việt Nam. Thì bây giờ cái việc này múa rối nước khỏi có cần phải binh vực nữa, ai cũng nói múa rối nước là của Việt Nam. Xin giáo sư cho biết là những cái nét độc đáo về thứ nhất là hát bộ, hát cải lương này, để hát chèo như thế nào? Có lẽ là hát chèo là xưa nhất, là bởi vì cái đó nó cái truyền thống trong dân gian ở miền Bắc nước Việt Nam, mà nó có rất lâu, cho nên người ta không biết có từ đời nào. Nhưng mà có một cái câu mà nhịp đánh nhịp tám nhịp ở trong chèo, có Nam Vương, Nam Binh, Sắc Bắc Tướng, Diệt Bắc Tướng, Nam Thiên Sanh Vương, Nam Thiên Sanh Vương Thánh, Thánh Đinh Vương, Xưng Đế, Toan Toan, Cắt Cắt Cắt, Rục Cắt Cắt, Toan 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 Toan, Rồng Rồng Toan Cắt Cắt, Toan Toan Cắt Toan Rắc. Thì cái tiếng tám đó, có Đinh Vương Xưng Đế, người ta nghĩ rằng, nhớ là cái ông vua Đinh ngày xưa, thì có thể có từ đời nhà Đinh và trước nữa. Mà đồng thời là nhà Đinh nó có những cái phong, những cái chức ưu bà ở trong cung, tức là cái người mà hát hay. Thì cái điểm đó chúng tôi thấy rằng mặc dù không biết nó từ nào đời nào, nhưng mà nó có đã xa xưa rồi. Trong khi đó hát tuồng hát bội cũng có thể có, nhưng mà không thấy cái dấu vết. Chỉ thấy dấu vết mà rõ ràng nhất là khi mà Trần Hưng Đạo bắt được tại Bạch Đằng sau một cái trận chiến tranh 1288, thì bắt được Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát là người nhà Nguyên,
tức là người cái thời kỳ Mông Cổ chiếm nước Trung Quốc, mà người đó thông thạo về nguyên kịch chứ không phải là kinh kịch bây giờ, mà dựng cho chúng ta một cái vở Tây Vương Mẫu Hiến Bản Đào còn ghi là trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thơ, tức là cái kịch mà Tây Vương Mẫu Hiến Bản Đào, nó có cả gì mà tiếng hát bội đó. Người ta nói rằng do nơi Trung Quốc đưa qua chứ cũng chưa chắc, Trung Quốc đưa qua điều chỉnh chứ chưa phải là Trung Quốc đưa qua để mà dạy cho chúng ta bắt đầu hát hát bội. Huống chi là sau đó thì nó có bao nhiêu chuyện thay đổi, bây giờ nó trong coi trong chi tiết thì nó khác ra rất nhiều, từ cách phát âm nó cũng khác, bộ điệu nó cũng khác. Khi mà vuốt râu thì là cái người Trung Quốc vuốt xéo ra ngoài, người Việt Nam vuốt vô trong, thì là đi thì người Trung Quốc đi cách khác, người Việt Nam đi cách khác, lên ngựa cũng khác mà xuống ngựa cũng khác. Nó là cái phong cách đó, tuy là coi giống nhau bề ngoài mà nó khác, rồi giọng mặt nó cũng khác, rồi cái khiến nhất là cái cách hát và những cái tiếng hát là vô cùng khác nhau hết. Thì cái hát chèo với hát tuồng nó có giống nhau một chỗ là bộ gõ vô cùng quan trọng, tức là tiếng chèo có trống đế, mà hát bội thì có trống chiến và trống chiến, khi mà trống chiến trống trận, nhưng mà tiếng trống đó là nó định hết thảy tất cả cái tiết tấu trên sân khấu. Do đó mà cái người cầm trống là cái người quan trọng ở trong hát chèo cũng như trong hát tuồng. Cái điều đó là điều hai bên giống nhau. Hai bên giống nhau có chỗ là âm nhạc nó có một cái vị trí quan trọng không thua gì cái lời nói. Mà tức là nói thì ở trong hát chèo nó có nó lối xuân, nó lối sử, nó lối lịch, nó lối vãn bầu thuyền. Nói sử thì nó có sử xuân, nó có sử sầu, sử ghé rầu. Còn trong nam trong hát bội thì nó có lối xuân, lối bóp, lối sóc, tất cả mấy cái cách là nói lối đó. Rồi còn hát thì hát khách hát nam, còn trong chèo thì nó có những cái làn điệu từ, thì âm nhạc nó là quan trọng, mà cái vũ điệu cũng quan trọng. Tay múa của chèo khác, tay múa của hát tuồng khác. Rồi ngoài ra nó cũng có những cái tuồng tích, mà tuồng tích chèo thì nó dính trong dân gian, mà tuồng tích của hát tuồng thì phần nhiều lấy trong lịch sử, hoặc là lịch sử của Trung Quốc, hoặc là lịch sử của chúng ta. Nhưng có một cái khác đặc biệt nhất là ước lệ trong tuồng rất cao, mà ước lệ trong hát chèo rất ít. Ước lệ tức là cái phong cách nó làm thành nó không phải giống như cái cuộc đời thường, tí như cầm cái roi ngựa mà đưa lên mà đá suy chân là lên ngựa. Chứ còn cái chuyện đó mà còn cầm cái quạt mà xẹt ra mà che như vậy, đưa cái uống rượu thì cũng phải che cái quạt uống rồi đổ cái cuối cùng để lại, thì có phong cách nó có nhất định lắm. Khi mà cười thì cười như thế nào, ngó phải ngó như thế nào, chỉ ngón tay phải như thế nào, toàn là ước lệ. Thì trong tuồng cái ước lệ nó rất cao, mà chèo ước lệ rất ít. Chèo nó gần gũi với trong dân gian hơn. Còn cái ngôn ngữ thì là trong chèo nó là tiếng dân thường, tiếng nói thường nhiều hơn. Còn trong tuồng đó thì chỉ có lúi dặm là nói thường, chứ ngoài ra hát nam hát xuân, nam xuân nam ai, nam tẩu, nam chạy, nam đi, hát khách, khách tử, khách phú, khách hồn, khách tẩu mã đều là chữ Hán. Nhưng mà chữ Hán có dịch lợi tiếng Nôm, luôn luôn hãy nói một câu chữ Hán thì lặp lại một cái ý đó bằng tiếng chữ Nôm cho cái người ta nghe. Nhưng mà cái phong cách đó là phong cách của những người nho sĩ, tức là nói theo phong cách chữ Nho. Thì hát tuồng nó có một cái chất văn chương cao hơn là hát chèo, kịch tính nó cũng cao hơn. Mà hát tuồng thì nó có đưa ra những cái chỗ mà tình tiết nó có những cái chỗ bi hùng, còn hát chèo thì phần nhiều nó dính, nó có trào phúng nhiều hơn. Để cho cái trào phúng là cái chất nó mạnh ở trong chèo, còn hát tuồng chỉ có giai hề mới có là làm cho người ta díu thôi, người ta cười, nhưng mà phần nhiều cái chất bi hùng. Do đó mà hát tuồng hát chèo mặc dù là cổ, mặc dù là phải có bộ gõ, mặc dù là có làn điệu, nhưng mà ước lệ tuồng rất nhiều, và tuồng tích nó lấy trong sử của Trung Quốc và sử của Việt Nam, trong khi đó hát chèo lấy trong dân gian mà đưa ra những cái tánh xấu của con người mà bình thường, hoặc là nói láo, hoặc là sợ sệt, hoặc là này kia. Nhưng mà trong hát chèo nó có một cái vai, mà cái vai cũng cái vai hề đó, là cái vai hề nó có quyền nói đủ thứ hết, cho nên thằng mỏ mà có thể nó làm cho mấy ông làng điên người luôn trong vở Hoàng Thị Kính. Thì cái đó là hai cái khác. Còn cải lương thì nó mới đây, cải lương chỉ năm 1918 mới bắt đầu có cải lương, mà khai sanh đầu tiên đó là cũng ngày xưa đó, là chỉ ca một bài ca tứ đại rồi đi ra bộ. Bùi Kiểm đi rớt trở về, rồi Bùi Ông Băng Nhất nhúng trề, làm nhúng trề đó, thì làm ra thay vì ngồi ca thì đứng dậy ca,
cho nên kêu bằng ca ra bộ. Rồi ca ra bộ nó đi vào trong gánh hát xiệc, nó hát hát xong rồi sau đó người ta biết, nó thấy nó hát hay, nó bị đưa ra lần lần thành ra một cái vở nhỏ nhỏ. Rồi từ cái vở nhỏ nhỏ đó nó làm cái càng ngày càng dài ra. Thì cho đến năm 1918, gần 18, 17, 18 thì có một đêm đó rằng nói ca ra bộ mà hát ra tại cái rạp, tại rạp hồi xưa kia, một rạp Mô Đẹp này, để đặng cho rồng Nam phun bạc giúp mẫu quốc đánh Đức tặc. Tức là lúc đó chiến tranh 14, 18 nước Pháp đánh với nước Đức, thì thành ra người Việt Nam hát đi lấy tiền giúp cho nước Pháp, đặng mà đưa vào cái góp vào chút đỉnh đánh giặc. Cho nên còn trong báo để là rồng Nam phun bạc giúp mẫu quốc đánh Đức tặc, đó là khai sanh cho cái cải lương đó. Thì từ đó nó biến chuyển không biết bao nhiêu, nhưng mà cải lương nó có một cái may là nó sanh ra vào thế kỷ thứ 20, nhưng mà ở lúc đó là cái lúc người Việt Nam bắt đầu muốn đổi mới, cho nên lúc đó là cái lúc bắt đầu có ông thầy Ký Quần muốn tạo ra những nhạc cụ mới, sáng tác những bài mới, đưa ra ông Quỳnh Trí Phú lập ra một cái cải lương trong đó có nhạc mới của thầy Ký Quần. Nhưng mà sao hai người không được thuận với nhau, rất tiếc thành ra cái chuyện thí nghiệm đó có trong vòng vài tuần, một vài tuần rồi tắt luôn. Nhưng mà lúc đó là lúc muốn đổi mới, lúc đó là lúc những người đi chiến binh, đi binh Pháp đi về, đem những bài Lama De Long về, đem bài Lama Sê Dê về, thì thành ra mở màn lúc đó 1926-27 cải lương đó là Ma De Long hết. Gõ cùng đồng bang xin cất tiếng cảm ơn kháng quan, ta ra tan tan đó, là cái đó là cái của du nhập bên ngoài. Mà cải lương nó có tính chất mới, cho nên nó đem cái nhạc thính phòng chuyển lên trên sân khấu, đồng thời cho có cả tranh cảnh. Mà cho có cả tranh cảnh là khác với cái quan điểm của tuồng. Tuồng và chèo, chèo thì không sân khấu, không có gì hết. Tuồng thì là còn có chỉ lưỡng long tranh châu, một bên cửa sanh, một bên cửa tử. Nhưng mà tất cả cái sự mà chú ý của khán giả phải tập trung vào cái người hát. Còn cải lương thì còn tranh cảnh vẽ đền vua, vẽ đường đi, rồi tranh cảnh có đề co chánh, rồi có đề co phụ, rồi có những cái cánh gà, kia bằng cánh gà, rồi thì là có màn treo ở trước, rồi hát hạ màn, kéo màn lên. Cái đó là phong cách của phương Tây. Cho nên cái cải lương nó có một cái khác là ngôn ngữ thì ngôn ngữ bình thường, nhạc thì không có nhạc cổ mà nhạc từ tài tử đi lên, mà đề tài thì là đề tài thỉnh thoảng có những đề tài xưa thì kêu một tuồng cổ, nhưng mà có những cái tuồng mà do mình sáng tác tiểu thuyết kêu một tuồng xã hội, rồi ngoài ra đánh chiến tranh kêu một tuồng cắt bùm, rồi cái tuồng mà lấy cổ tích của Nhật Bổn, Ấn Độ rồi này kia đem như Ả Rập đem vô 1001 đêm đó, kêu bằng tuồng La Mã. Thành ra không biết tại sao kêu La Mã, thì còn cái tuồng đó là tuồng ngoại lai đó. Rồi ngoài ra nó có những cái chuyện khác rồi được cái bài vọng cổ đưa vô. Bài vọng cổ cũng sinh ra năm 1718 của Sáu Lầu đưa vô. Mà tất cả đó trung quy nó có một cái biến chuyển là nhờ nó có một cái tính cách chung là đồng mà không tịnh. Tức là nó phá chấp, không phải nhất định theo một cái khuôn khổ nào mà có thể từ đó phát triển ra. Cho nên bài vọng cổ từ nhịp 2, nhịp đôi biến sang nhịp 8, nhịp 16. Rồi thì đó nó biến chuyển trên sân khấu, nó làm cho chúng ta thấy rằng cái cải lương là một cái hệ hình thức bộ môn nghệ thuật chấp nhận được nhiều cái chuyện bên ngoài, rồi thử thách có thể làm giàu lên mà có thể làm mất đi một phần nào cái bản sắc dân tộc. Nhưng mà bây giờ nó đã định hình, cho nên cải lương đưa ra Trung Nam Bắc đều biết cái đó là của miền Nam, mà khi hát ra thì người ta cũng nhận thức đó là một hình thức sân khấu của chúng ta. Ở trong cải lương nó có rất nhiều loại cải lương, mà gần đây nhất trong mấy chục năm sau này nó có thêm cái cải lương Hồ Quảng. Mà cái lương Hồ Quảng đó là do những cái nét nhạc của Quảng Đông, tức là hát phảnh phá, hát trung bản rồi này kia, trung bản đó, thì toàn là những điệu nhạc của Trung Quốc. Mà nếu điệu nhạc Trung Quốc mà hát tuồng Trung Quốc thì rất phù hợp, bởi vì cái giai tuồng người Trung Quốc mà hát theo cái giọng Trung Quốc thì rất phù hợp, mà nó có cái cách làm cho mình thích thú lắm. Còn riêng trong cải lương mà không phải Hồ Quảng, nó cũng đã có những bản Quảng, tuy như Sang Sĩ Liếu là bản Quảng, Khóc Hoàng Thiên là bản Quảng, Ngũ Điểm Bài Tà là bản Quảng, Sai Phỉ là bản Quảng, mấy cái bản Sương Chiều cũng là Sương Chiều Tú Anh đó cũng làm điệu Quảng. Thì cái điệu Quảng đó nó gần điệu nhạc Việt Nam mình lắm, cho nên nó làm cho người Việt Nam nghe mà nó có cái vẻ thích thú, nó lên nó xuống, nó uyển chuyển. Thì cái điều đó là nếu chỉ đem vô làm thêm một bộ môn thì tốt,
Nhưng nếu bộ môn đó mà nó lấn cái cải lương đi vô trong quên lãng, nó thay thế cải lương là sai. Làm như vậy thì chắc là cái bản chất của chúng ta là điệu Nam, điệu Bắc, điệu Quán, điệu Xuân Tình, Tây Thi rồi bỏ hết để mà làm chỉ toàn là trong phản như là phản phá không là sai. Nhưng mà nếu phản phá bị trong phản thêm vào để làm một đôi khi làm cho nó đẹp, hoặc là có một chục gánh cải lương mà có hai ba gánh hồ quảng không sao. Chứ nó tất cả đều hát hồ quảng hát, mà hồ quảng được ăn khách trên sân khấu, đẩy lùi cải lương vào trong bóng tối, điều đó là điều không nên. Dạ, thưa giáo sư, từ Á sang Âu đó thì giáo sư thấy rằng là người nước ngoài họ đánh giá như thế nào về các bộ môn sân khấu giáo sư vừa kể? Chúng tôi thấy như thế này, khi đi qua bên Pháp biểu diễn ngày mùng tháng 2 năm 1984, ba bộ môn biểu diễn lên trên sân khấu. Đêm đó là tôi giới thiệu ba bộ môn đó từ 8 giờ tối cho tới 6 giờ sáng trực tiếp trên đài phát thanh, thì người ta rất nghe, rất thích thú, người ta hiếu kỳ. Khi đó có một cái trường là trường dạy về Comédie Française, thì họ tới họ tìm hiểu đó, họ muốn hỏi hát tuồng, là bởi vì họ thấy hát tuồng nó có nhiều cái bí hiểm lắm, mà người thi khi có cái bí hiểm thì muốn ta tìm được cái bí hiểm đó, cho nên người ta hỏi. Thì do đó người ta thấy cái ước lệ trong hát tuồng làm cho người ta giật mình. Bây giờ đó, thì chúng tôi biết rằng mới gặp ở Quảng Nam Đà Nẵng đây, thì cái gánh hát của nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh trong năm rồi nó diễn trên 3.500 du khách đi tới xem, mà từ đầu năm tới bây giờ trên 1.200 du khách đi tới xem hát tuồng, mà đêm nào họ xem hát tuồng họ cũng rất thích thú. Thì tức là nó có một cái gì hấp dẫn chứ không phải không. Nó có cái ước lệ, mình nếu mình giải thích được một chút xíu ước lệ đó, giống như mình đưa cái chìa khóa cho người ta đi tìm vào, thì người ta thấy thú vị. Mà hát chèo thì cũng không phải không thích thú, là bởi vì anh Bùi Đức Hạnh đưa ra cái dàn hát chèo biểu diễn năm rồi ở tại cái vùng Limousin, dân tộc ở trong nhà quê không có biết hát chèo là cái gì hết và không biết tiếng Việt Nam gì hết, vẫn theo dõi thích thú là nhờ biết cách trích đoạn, biết cách làm ra liều lượng vừa phải, thì đưa ra cả nguyên một vở hát chèo nhất định thất bại. Nhưng đưa ra một lớp thị màu lên chùa, đưa ra một cái lớp suy văn giả dạy, nó vừa có màu sắc, nó vừa có những cái điệu vũ, điệu múa, thì cái nhìn nó đi đôi với cái nghe thì là thích thú. Mà cải lương cũng vậy, cải lương mà khi mà mỗi năm Việt Kiều hát ở bên Pháp, không phải là người Việt Nam coi, người nước ngoài coi, cũng theo dõi được, là khi mà mình giải thích được thì người ta hiểu. Cho nên tôi luôn luôn tôi nhắc, tôi có một câu mà của Romain Rolland viết trong của Roman Jean-Christophe đó. La musique, quoi qu'on dise, n'est pas une langue universelle. Il faut toujours l'arc des mots pour faire pénétrer la flèche des sons dans le cœur de tous. Âm nhạc cũng như kịch nghệ, cũng như tất cả bộ môn nghệ thuật, không phải là một tiếng nói đại đồng. Luôn luôn phải nhờ cái tên của tiếng nói để bắn cái cung âm thanh vào trong lòng mọi người, tức là phải giải thích và giải thích cho nó đúng từng mực. Bởi vì mình đi coi, ta coi hát chứ không phải đi nghe của một cuộc diễn thuyết. Nếu mình giảng nhiều quá thì mình diễn thuyết, mà mình không giảng gì hết thì không ai biết được. Cho nên nói một đôi chút để mà đưa người ta lẫn vào một cái bộ môn đó thì người ta sẽ hiểu. Thì do đó chúng tôi thấy rằng ba bộ môn đều có cái giá trị của nó, mỗi một cái nó có một giá trị đặc biệt. Cải lương nó có cái màu sắc mới, nó có những cái phong cách nhẹ nhàng, nó gần gũi với trong dân gian, nó không có cái ước lệ, nhưng mà nó chưa có được một cái nghệ thuật mà định hình mà cố định. Nó có một cái ước lệ, nó có những cái tinh vi, mà ước lệ tinh vi đó có khi tuổi trẻ không thấy được cho nên không thích, nghe nó la sùm chứ không. Nhưng mà cái đó là cũng là cái sai, cái người hát bội mà la nhiều quá là cũng sai. Tuy là phải la lớn nhưng mà nói cũng phải phát âm tròn vành rõ chữ, tránh những cái trại bẹ hớt trước. Mà cái trại bẹ hớt trước đó đời nay bây giờ cũng không biết, mấy trẻ em có lẽ không biết, nghe cái tiếng đó cũng lạ. Múa thì làm sao tay trắng tay đen nó là như thế nào, tay trắng thế này mà tay đen thế này, làm sao cho hai tay đừng có gặp nhau. Cho nên múa luôn luôn là vậy, cái tay luôn thế này, chứ không có phải múa thế này mà không phải múa thế này là chuyện đó. Rồi ngoài ra đó thì nó còn gian quay xỏ néo đứng những toàn những cái danh từ mà trong nhà nghề mới biết, thì mấy cái đó mấy em không biết, thì chẳng những không, nếu không biết thì làm sao thương, không biết không thương thì làm sao mà tiếp tục để mà giữ nó. Cho nên cái điều đó tôi thấy rằng rất tiếc là ở trong, ngay cả như trong các trường học mà lớp phổ thông không có bao giờ có những cái lớp mà nói chuyện về dân ca hay về tuồng, hát tuồng này kia. Trong khi đó ngày xưa chúng tôi học theo cái chương trình của thuộc địa,
phải học Racine Corneille Moliere thuộc lòng gần chết luôn, mà biết mấy ông là ai hết. Trong khi đó bây giờ không ai biết cụ Đào Tấn là ai, không ai biết cụ Nguyễn Hiển Dĩnh là ai. Những người đã viết những cái vở tuồng hết sức là độc đáo, rất là hay, văn chương rất là hay, mà tình tiết cũng hay, không ai biết hết. Thì điều đó là điều đáng buồn. Thế mà thật ra bây giờ trên thế giới mà nếu đưa ra nói chuyện thì là hát tuồng là người ta sợ nhất, hát chèo người ta thích vì cái chuyện mà màu sắc dân tộc, hát cải lương người ta thích ra một cái chuyện gì mới lạ, nó gần với cái loại operette của bên phương Tây, nhưng mà không giống hẳn operette phương Tây. Nếu nó giống hẳn operette phương Tây thì không ai ưa. Nó nhờ có được những cái nét nhạc độc đáo của cải lương. Thì do đó chúng ta thấy rằng mỗi một hình thức bộ môn trong sân khấu của chúng ta, ngoài ra còn kể cái bài chòi ngày xưa cũng lý thú lắm, nhưng ngày nay bắt đầu biến chuyển bài chòi gần giống như cải lương. Nhưng mà cái đó là từ đất lên vàng, nó từ năm 1930, nó đã biến chuyển thành ra hình thức sân khấu. Chứ ngày xưa bài chòi đó, một người mà hát ba bốn giai giống như cái loại pansori của người Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên. Hai dân tộc đó có cái pansori mà miền Nam Triều Tiên còn giữ, Bắc Triều Tiên đã mất rồi. Thì một người mà đóng vai rất hay thì có những cái hình thức đó, do cho chúng thấy rằng hát tuồng không giống kinh kịch, nó giống trong màu sắc chút đỉnh mà nó khác. Nó khác hẳn điệu nô, điệu kabuki, nó khác hẳn cái pansori của Triều Tiên. Thì điều đó là điều vui lắm, chứ nếu nó giống nhau hết thì không còn gì lý thú. Do cái chỗ khác nhau đó mà có cái sắc thái Việt Nam, cũng như cái hát tuồng Việt Nam khi mà bước ra người nào nắm được thì thấy bây giờ chúng ta có cái phần sự rồi. Phải nói rõ cái sắc thái chúng ta là ai để cho người ta biết chúng ta là ai. Thưa giáo sư, về các điệu múa đó, điệu múa dân gian cũng như là điệu múa hiện đại, thì thầy giáo sư là có những điệu múa nào mà nó là tiêu biểu, những cái đậm nét về quê hương, để đậm nét dân tộc? Dân tộc Việt Nam kể ra là ít múa, hát nhiều hơn múa. Mà hát nhiều hơn múa là do nơi Khổng giáo làm ra, nam nữ thọ thọ bất thân, con trai con gái không được nắm tay nhau làm sao múa. Là do đó rồi cái đi đâu đi vào thì nam tả nữ hữu, trai đi riêng gái đi riêng, không có gặp nhau, bất đồng tịch bất đồng sàng, không được ngồi trên chiếu, không được ngồi trên giường, làm sao mà nắm tay nhau mà múa. Do đó hát đối ca nam nữ thì nhiều lắm, mà hát đối ca cũng đứng xa xa chứ không dám đứng gần. Thì cái đó là có lẽ là Khổng giáo nó còn có một ảnh hưởng phần nào, nhưng mà trong dân gian thì là có những nhiều điệu múa lắm. Chẳng hạn như là khi mà không được mùa thì có những cái điệu múa, mà cái điệu múa cây tre và cái mo cao. Mà cái tre là tượng trưng cho dương vật, mà mo cao là tượng trưng cho âm vật. Khi hai bên múa rồi thì cái tre nó phải đâm thủng cái mo cao thì mới được mùa. Mà cái đó là một trong những điệu múa đã thất truyền. Ngoài ra nó có những điệu múa kia bằng múa để đặng mà luyện tập cơ thể, tức là đánh võ. Thì khi chúng ta đánh Ngọc Trảng Ngân Đài, tả hữu tấn khai đánh là này kia, thì cái điệu đó là một điệu múa, nhưng mà điệu múa để đặng mà tập luyện cơ thể. Nó có những điệu múa chơi như là còn cờ người, mà khi mà xa nhị tấn tam một cái thì xe chạy rằng tới đứng chỗ đó, rồi hai bên đánh với nhau, là mà khi một con xe ăn con pháo hay gì đó thì cờ người cũng là cái điệu múa. Rồi ngoài ra nó cũng có những điệu múa khác mà còn thất truyền, như trong cuốn Thanh Hóa Tỉnh Tục Lệ Chi Dị mà ông Henri Maspero đem về Bệnh Pháp, nói tại tỉnh Thanh Hóa ngày xưa khi mà không có mưa thì múa là cầu mưa. Một cô con gái chít khăn đỏ, mặc áo đỏ, váy đỏ, cầm cái sanh đứng mà múa quay vòng tròn. Thì hai bên tám cô, mỗi một cô mặc áo trắng, váy thì màu hồng, màu lam và màu vàng, xoay một cái thì ba mà mấy màu nó đi lên hết. Thì khi cô chính giữa xoay thì mấy cửa xoay, bước tới thì bước tới. Cô chính giữa mặc áo đỏ hết là mặt trời, hai bên là mây ngũ sắc. Có mặt trời có mây ngũ sắc làm sao có mưa, cho nên hai bên đông tây thanh niên chít khăn đen, mặc áo đen là mây đen, vỗ trống cơm râm 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 là tiếng sấm, chạy xung quanh ra, đứng thành chữ nhất, đứng thành chữ nhân, đứng thành chữ á, đứng thành chữ điền, rồi bao quay tất cả mấy cô này ngồi xuống thì tất cả mây đen bao phủ lên. Nhờ vậy mới có mưa. Mưa xong rồi hết mưa, trời lại sáng, mây nó tản ra, mấy cô đứng dậy hát ca. Cái điệu múa đẹp vô cùng mà mất truyền thất truyền. Tôi thì nghiên cứu âm nhạc, thấy cái đó báo lại cho các anh mà biên đạo về múa, nhưng mà tôi chưa thấy người nào dám dựng cái đó trở lại. Đó cũng là một điều thiết có thể dựng trở lại. Nhạc mình không biết, mình làm theo điệu nhạc khác, nhưng mà nhạc cho dân tộc thì cái điệu múa đó sẽ là điệu múa của Việt Nam. Nước Việt Nam là nước nông nghiệp, cần mưa lắm, cho nên không phải mình cầu mưa mà mình ước ao làm sao được mưa. Thì ước ao được mưa là có cái làm sao cho mây đen mà nó bao phủ được.
cái mặt trời và mây ngũ sắc đó thì cái đó là cái ý đẹp vô cùng, nhưng mà hết mưa thì trời lại sáng. Thì là chẳng hạn như điều đó, tôi nghĩ là những điều đó là những điều có thể tiêu biểu cho cái múa Việt Nam. Chứ còn người Việt Nam không có những cái múa như người Lào, không có cái múa như người Khmer, không có cái múa như người Ấn Độ. Nhưng mà múa của Ấn Độ nó là tượng trưng cho mỗi một ngón tay đưa ra, nó có cái chuyện từ cái bông sen nó nở như thế này, từ con rắn nó đi như thế này, từ đưa cái tay ra thế này là ông thần Krishna, bắn cung như thế này là thần Shiva. Mỗi một cái chuyện nó có cái hệ thống, thì cái đó dạy truyền sang qua những cái nước Khmer và nước Lào, đồng thời Thái Lan. Thì những nước đó là những nước chịu ảnh hưởng múa của Ấn Độ, cho nên nó có cả những cái trường ca, những cái sử thi là Ramayana hay là Mahabharata. Chứ còn chúng ta Việt Nam không có, Trường Sơn nó ngăn lại. Chúng ta có những điệu múa giống như Trung Quốc, trong triều đình thì có múa văn múa võ để trong tế Nam Giao, nó có múa tư linh, có múa tư linh là Long Lân Quy Phụng. Nhưng Long Lân Quy Phụng chúng ta đặc biệt vô cùng là cái múa lân, là con lân Việt Nam, không phải là con lân mà chúng ta thấy ở Hồng Kông, Singapore, tức là diễu võ vương quay, đạp pháo, nhảy phóc lên, táp tiền, bước xuống, rồi vuốt râu rồi này kia rồi cười. Con này không có. Con lân Việt Nam là thể hiện được cái tình vợ chồng đầm thắm, tình mẫu tử nồng nàn. Một cặp lân đi ra, một con lân đực, một lân cái, múa chung với nhau. Khi con lân cái đau bụng nằm xuống rồi thì con lân đực chạy xung quanh, lo lắng mà không biết làm sao, giống như mấy người đàn ông mà cho vợ đi nhà sanh thì chạy xung quanh ngồi hút thuốc không chứ không biết làm gì hết. Thì con lân này cũng vậy, chạy đồng hồ. Khi mà con lân mẫu xuất lân nhi, tức là sanh ra con lân con, thì con lân đó nó nằm, nó không múa được, nó lúc lắc mà theo cái điệu nhịp mã vũ. Thì người cha đứng lại cũng lúc lắc cho con, cũng như dạy con múa. Người mẹ liếm đứa con, khi đứa con nó múa được rồi, nó dậm chân, nó nhảy lên vai người cha, nhảy lên lưng người cha, vợ chồng con cái đi ra múa vui vẻ. Thì cái múa lân Việt Nam nó thể hiện được tình vợ chồng, nó thể hiện được tình mẫu tử. Thì cái điệu múa lân đó nó vô cùng độc đáo, không có cái lân nào trên thế giới tôi thấy vậy. Thì cái lân đó là độc đáo của người Việt Nam, khi lân mẫu xuất lân nhi lại Việt Nam. Chứ còn mấy nước khác thì có, nó có đi chơi, nó có nhảy múa, nó chơi trái cầu, nó nhảy đi trên trái banh, nó đi này kia thì có. Nhưng mà sanh trên sân khấu là không có. Thì đó là một những điệu khác múa cung đình mà nó đặc biệt Việt Nam. Hay là múa hoa đăng. Múa hoa đăng cũng là đặc biệt Việt Nam, mà nó vừa chồng chất lên mà có cầm, vừa cầm cái đèn ngầm múa. Múa trong tối cũng đẹp, múa ngoài sáng cũng đẹp. Mà từ cái bộ điệu đi, nó cả hết thảy là 22 phút mà có 6 bài múa. Thì thường thường bây giờ nó có từ không phải là 24, 32 người cho tới nhiều người khác. Nhưng mà tối thiểu bây giờ cũng là 10 người múa cái điệu đó. Ở ngoài Huế tôi đã thấy là cái đội nghệ thuật truyền thống đã lập ra một cái điệu múa 10 người cũng còn giữ được phong cách, mà cũng dựng lên trên cao, cũng làm cho người ta thấy nó không phải là hát xiệc không, mà nó có một cái màu sắc đẹp, nó có một cái hình dáng đẹp trong cái đèn lung linh. Mà cái đèn phải là cái đèn cày, cái đèn sáp mới là lung, mới đẹp, nó lung linh. Chứ đưa vào cái đèn điện vào là nó bất hay nữa, nó đã cố định lại thì từ cái động nó biến thành cái tịnh. Mà luôn luôn cái động luôn luôn là hơn cái tịnh. Cái động là sự sống, cái tịnh là chết. Cho nên nếu chúng ta để cái đèn lung linh như thế, nó lỡ có tắt không sao, nhưng mà đều nó khi nó còn cháy sáng thì có những cái đẹp. Thì cái điệu múa đó mấy nước khác chúng tôi cũng không thấy. Thì cái điệu múa hoa đăng là cái hay. Còn ngoài ra Trương Vương xuất trận thì cái đó nó cũng đặc biệt Việt Nam. Phiến vũ múa quạt thì nhiều nước cũng có. Thì cái điệu múa mà tôi nói đi trong dân gian, mà điệu múa cầu mưa là đặc biệt, cung đình điệu múa hoa đăng, lân mẫu xuất lân nhi là đặc biệt. Thì những điệu múa đó tôi cho là độc đáo dân tộc Việt Nam. Dạ thưa giáo sư có đồng ý là ta nên có một cái chiến lược định hình và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, và trong đó là về âm nhạc. Thế thì theo giáo sư thì chúng ta nên làm gì để cái chiến lược đó định hình và phát huy nữa? Dạ cái chuyện đó là không phải là chúng ta đang nghĩ, mà có nhiều nước khác cũng đang nghĩ. Cho nên cái vấn đề mà bản sắc dân tộc được đem ra làm một đề tài cho nhiều cuộc hội thảo ở bên châu Phi. Ở bên Pháp cũng có cái cuộc hội thảo về bản sắc dân tộc. Thì cái bản sắc dân tộc đó nếu mà chúng ta định hình được thì chúng ta biết chúng ta là ai, và chúng ta có cái gì độc đáo của chúng ta khác với người khác như thế nào. Không phải nghĩ như vậy để đặng mà mình độc bế môn tỏa cẳng, mình không có gặp người khác, không phải như vậy đâu. Mà cái văn hóa cũng không phải là
để ở trong một cái tháp ngà mà giữ vững nó được. Cái văn hóa mà khi nó giữ vững rồi thì mở rộng cửa ra, nếu nó có một cái sức mạnh vững chắc thì bao nhiêu cái chuyện khác nó đi vào, có thể nó làm cho đẹp thêm, là làm cho phong phú thêm, mà nó không tiêu diệt, nó không làm cho tiêu tan được. Thì khi cho đó chúng ta nên có một cái bản sắc dân tộc, làm cho cái bản sắc dân tộc nó vững chắc rồi thì khi cửa mở ra, không bao giờ chúng ta sợ cái bản sắc dân tộc đó bị những dân tộc khác làm mất đi. Chỉ có khi chúng ta yếu lắm, dân tộc khác mạnh lắm, ồ ạt tràn vào, thì chừng đó không có đủ sức đề kháng, không có cái gì mà tương đương để lại, làm cho người trong nước cảm giác thấy bị thua sút người ngoài, gây ra một cái tự ti mặc cảm. Và tự ti mặc cảm là một cái bệnh chung của đất nước các nước Á Phi, luôn luôn là cứ sợ người phương Tây kỹ thuật cao, vũ lực mạnh, mà lầm tưởng rằng khi một dân tộc có một kỹ thuật cao, có một vũ lực mạnh là có một văn hóa cao. Chưa chắc. Văn hóa nước nhỏ cũng có thể có một văn hóa cao. Một 25 năm đào tạo một thế hệ kỹ sư mà phải cả trăm cả ngàn năm mới có một nền văn hóa. Thì những cái nền văn hóa đó từ cha ông đã cha truyền con nối, chịu thử thách của thời gian đến chúng ta là một cái điều quý vô cùng. Cái đó nói lên được chúng ta là ai. Sở dĩ chúng ta ngày hôm nay còn được mạnh đến thế giới là chúng ta còn giữ được cái ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta giữ được cái bản sắc dân tộc của chúng ta. Nếu đã bị đồng hóa mà mất ngôn ngữ rồi, không còn là dân tộc Việt Nam. Không còn cái hồn của người dân tộc Việt Nam. Không còn được cái bản sắc của dân tộc Việt Nam. Thì chừng đó chúng ta sẽ là một cái chi nhánh của một dân tộc nào khác. Thì điều đó là cái điều chúng ta không có thể nào chấp nhận được, là bởi vì cha ông chúng ta đã có một cái tinh thần bất khuất từ ngày xưa, không bao giờ chịu đè nén để mà khuất phục ai bao giờ. Thì chúng ta ngày nay phải tiếp nối theo cái tinh thần đó để mà giữ vững cái bản sắc. Mà nếu định hình như vậy, được như vậy, mình biết mình là ai rồi, mình làm cho nó phong phú, cho nó vững chắc rồi, chừng đó mở rộng ra. Giống như chúng ta nói tiếng Việt một cách rất rành, thì học tiếng Pháp, học tiếng Anh, học tiếng Nga, học tiếng Trung Quốc, học tiếng gì cũng được hết. Chúng ta có thêm mà không bao giờ mất cái bản sắc. Chứ còn chưa biết nói tiếng Việt Nam cho rành, nhỏ bắt đầu cho học tiếng Tây, tiếng Anh để mà thay thế tiếng Việt Nam là nguy hiểm vô cùng. Thì điều đó chúng tôi mong rằng không bao giờ tự ti mặc cảm để cho một cái bản sắc dân tộc khác thay thế bản sắc dân tộc Việt Nam. Thì cái chuyện định hình đó là quan trọng. Mà muốn định hình như vậy, tức là chúng ta phải hiểu thấu của chúng ta là ai, có cái gì hay. Thì khi đó là cần dùng cho những người nghệ nhân nói rõ cho chúng ta, cần dùng cho những người nghiên cứu nhận thấy cái đó để mà đúc kết lại thành ra những phương pháp, thành ra những định lý, để là chúng ta có khi mà nói tới Việt Nam mình, chúng ta biết tại làm sao mà nó ra Việt Nam, làm cách nào để thể hiện được người Việt Nam. Mà thể hiện được người Việt Nam ra không phải để mình tự tôn mà nghĩ mình hơn người ta hết, không phải để là mình tự mãn là mình đóng cửa hết, mình không cần ai, không thể để mình tự phụ, mình coi thường mọi người khác, nhưng mà để mình có được một cái tự hào dân tộc và một cái tự tin vào cái sức tiềm tàng của dân tộc. Thì chừng đó tất cả cái chuyện gì bên ngoài chúng ta cũng không sợ, là bởi vì bên trong chúng ta đã được trang bị một cách vững chắc, nắm được cái tinh thần dân tộc Việt Nam rồi. Thì khi biết nó được có những cái hay chỗ nào, giá trị nghệ thuật chỗ nào, giá trị khoa học chỗ nào, thì khi nói với người chúng ta không hổ mặt. Cho nên do đó mà chúng tôi từ mấy chục năm nay luôn luôn là cứ tìm để mà thấy được mà nói ra được. Mà nói ra được, chúng tôi có cái kinh nghiệm cho tới ngày hôm nay, 43 nước mời tôi nói chuyện nhạc Việt Nam, mà nước nào khi nói chuyện rồi cũng có một cái kính nể dân tộc Việt Nam. Và cái phần thưởng lớn nhất của tôi là cái sự kính nể, mà không phải kính như viễn chi, kính nể mà thương yêu dân tộc Việt Nam ngang qua lời ca tiếng nhạc. Có khi thấy gần gũi, có khi thấy xa xôi mà gần gũi, xa xôi trong hình thức mà gần gũi trong tâm hồn, cũng thể hiện được cái vui cái buồn mà thể hiện một cách khác. Chứ nếu thể hiện cùng một cách hết thì cuộc đời nó sẽ buồn thảm vô cùng, giống như trong một cái vườn hoa âm nhạc thế giới mà chỉ trồng có một loại hoa thì khổ quá. Cái hoa hồng bên phương Tây nó đậm màu sắc, nó đẹp vô cùng, nhưng mà chúng ta cũng có hoa sen, rồi chúng ta cũng có hoa mai, chúng ta có hoa đào. Thì hoa đào Việt Nam nó cũng khác hoa đào Nhật Bản, hoa mai Việt Nam nó cũng có nhiều cái đẹp của nó. Thì tất cả mấy cái đó, kể cả những cái vùng mà cây cỏ xanh tươi bên ngoài nó không có hoa có sắc, nhưng mà nó tất cả làm cho một cái vườn hoa thế giới
nó muôn màu nhìn sắc, nó có hương, nó có sắc, nó có những cái vẻ đẹp chung với nhau. Mặc chừng đó thì khi mà chúng ta có cái cá tính chúng ta thì gặp gỡ chúng ta mới đóng góp được gì vào cho xã, cho cái văn hóa của thế giới. Chứ nếu chúng ta bây giờ chỉ chuyên môn đờn nhạc giao hưởng không thì cả nước đờn nhạc giao hưởng, ai đi gặp nhau cũng giao hưởng hết rồi, thì có một loại thì có con gì nó mà trao đổi văn hóa. Chúng ta có những cái chuyện cá tính của chúng ta, nhưng mà không phải nói vậy chúng ta không nên học giao hưởng. Học giao hưởng để biết cái phong cách của người ta, để thưởng thức được cái chuyện người ta, để người ta đi tới với mình thưởng thức được. Đó là mình mở rộng cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng mà đó là một bộ môn, chứ đừng có kể cho đó là bộ môn duy nhất mà thay thế tất cả của chúng ta. Thì điều đó nếu mà được như vậy thì cũng có những dàn nhạc đờn theo nhạc Việt Nam, có những dàn nhạc không phải đờn Việt Nam mà của người Kinh không, mà cả của các dân tộc, 54 dân tộc ít người, nó có những cái cách hát khác, nó có những thanh âm điệu thức khác, nó có những điệu vũ khác, nó có những lời ca tiếng nhạc khác. Thì tất cả mấy cái đó là những bông hoa, nó làm cho vườn hoa của âm nhạc Việt Nam phong phú vô cùng. Thì điều đó bây giờ UNESCO đang để ý tới. Cho nên cái chúng tôi vừa có tham dự một cuộc hội nghị, tức là bảo vệ và phát huy cái di sản văn hóa phi vật chất, tức là văn hóa tinh thần của dân tộc ít người, dân tộc thiểu số tại đất nước Việt Nam. Đồng thời có cả một cái chương trình để bảo vệ cái vùng quế, là bởi vì nó có nhiều cái sắc thái đặc biệt mà chỉ có ở vùng đó có, mà cả đất nước Việt Nam chưa có. Cho nên do đó mà có hai cái chương trình cấp bách làm như thế. Nhưng mà rồi sẽ đi tới những chương trình khác nữa, thì cái đó là chúng tôi mong mỏi. Nhưng mà cũng không phải là dễ mà đi tới đó. Cách đây 12 năm khi mà UNESCO đưa ra một cái phong trào, đưa ra một cái lời kêu gọi để mà trùng tu cung điện Huế, bao nhiêu người ủng hộ trên thế giới, thì chúng tôi nói với ông Vô Liền, chúng tôi nói chúng tôi rất cảm ơn UNESCO đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà dựng lại cung đình, tức là dựng lại cái xác của Huế, mà cái hồn của Huế phải là thi ca vũ nhạc ở tại Huế. Nếu mà dựng cái xác mà không có cái hồn thì xác không sống được. Mà sau đó thì ông Vô nó chưa có cái biện pháp nào, chưa có một cái tiền bạc cũng như là ngân quỹ nào để mà lo chuyện đó. Rồi khi ông đi về hưu thì tôi lo quá, tôi lo không biết rằng cái xác dựng lại mà cái hồn phiêu bạc nơi đâu. Cho nên gần đây khi mà nói tới chuyện bảo vệ cái di sản phi vật chất, không phải cho Huế không mà cả thế giới, chúng tôi vui mừng lắm. Tôi tham dự trong tháng 6 năm rồi, thì ông George Colminas và tôi binh vực cái chương trình của Huế cạnh với 15 chương trình khác. Thì chừng đó chúng tôi thấy rằng đã thành công, thì cái chuyện đó cũng là điều rất vui. Giáo sư, qua những điều mà giáo sư nói đó, thì như vậy là người dân của Việt Nam, dân tộc Việt Nam đó, mình có những cái vốn văn hóa rất là quý. Nhưng mà thực sự thì phát huy nó lên đó, thì mình còn hạn chế. Mà có nhiều người nói là chính cái giáo dục của mình, cái nền giáo dục của mình từ ngàn xưa đến nay đó, như là giáo sư đã biết đó, thì ngày xưa các cụ nhất định là dùng chữ Hán, là không có dùng chữ Nôm, hay là có quốc sử rồi mà Nam sử rồi đó, chỉ có dạy Bắc sử thôi để đi thi, để thi hương thi hỏi, chứ không có dạy Nam sử, cho đến khi người Pháp sang đây thì mới dạy Nam sử. Nếu mà các cụ mà có một quyết tâm chẳng hạn đó là chữ Nôm hay là quốc sử đó mà dạy đấy, thì chắc chắn là văn hóa Việt Nam nó sẽ khác. Dạ. Bởi vì vậy cái hạn chế như thế đó thì theo giáo sư đó, cái giáo dục của chúng ta phải làm như thế nào so với đối với cái vấn đề chiến lược mà định hình và phát huy văn hóa dân tộc, mà cụ thể chẳng hạn như là nhạc đó, thì theo giáo sư thì có nên chúng ta nên dạy, nên cho học sinh nó từ mẫu giáo nó thưởng thức được cái những cái làn điệu dân ca hoặc là cái nhạc cụ Việt Nam hay không? Chẳng những lúc mẫu giáo mà tôi còn đi xa hơn nữa, tức là cái lúc mà mới tạo cái bào thai, tức là trong đã giáo dục từ trong bào thai. Người Pháp người ta coi là cái education musicale prénatal, tức là trước khi sinh đẻ. Mà chúng tôi đã đưa ra những cái biện pháp từ lâu rồi. Chúng tôi nói rằng cái bệnh mà chúng ta coi thường văn hóa chúng ta, tự ti mặc cảm mà bỏ đi đó, là cái bệnh kinh niên mà nó đã sâu vào trong xã hội. Mà cái bệnh đó không thể trị bằng một cái cách trị chứng, tức là thấy chỗ này sốt cho nó aspirin cho nó bớt sốt, thấy chỗ này ho cho nó miếng thuốc ho. Nhưng mà cái gì làm cho nó sốt, cái gì làm cho nó ho, phải trị từ căn thì bắt đầu nó mới hết.
mà muốn trị căn nó phải trị toàn diện, mà muốn trị toàn diện là phải đồng bộ, mà muốn đồng bộ là tất cả từ chính quyền cho tới nhân dân và những người có ý thức, tất cả đều phải đi vào một hướng. Khi nào một bánh xe đó mà có một bánh xe ngưng lại thì cái đoàn xe chưa có thể đi được. Do đó mà chúng tôi đề nghị ra không phải là chỉ dạy các trường thôi, mà dạy các trường chúng tôi kỳ rồi ở tại hội nghị UNESCO đã đề nghị tức là đưa vào giáo dục âm nhạc văn hóa trong các trường mẫu giáo và tiểu học, trung học, có khi đi cả tới đại học. Thì điều đó là cái điều vô cùng cần thiết. Nhưng mà tôi nói lại cái chuyện chung là như thế này: trước hết phải lập lại cái tiếng hát ru, là bởi vì tiếng hát ru là bài giáo dục âm nhạc đầu tiên người mẹ truyền sang cho đứa con. Cùng một lúc với dòng sữa nóng bà mẹ đưa vào trong thân thể các con, thì một điệu nhạc dân gian, một bài thơ dân gian cho vào trong tiềm thức của mấy em bé. Nó chưa nhận thức được nhưng mà nó ghi vào trong bộ nhớ đó. Thì lớn lên nó nhớ cánh tay ấm của bà mẹ, nó nhớ dòng sữa nóng của bà mẹ. Thương mẹ bao nhiêu thì thương dân tộc bao nhiêu, thương thi ca dân tộc, thương những làn điệu dân tộc, nó gắn bó lại. Chứ trong khi đó, khi mà cánh tay ấm bà mẹ bồng con ru, cạnh một bên có một cái đài phát thanh, nó phát vào trong đó, đứa bé nó cứ nhớ cánh tay bà mẹ mà nghe thiền, ta ra đây thì thiền, thiền, lớn lên tôi thương mẹ tôi quá cái thiền, ta ra đây thì nó nhất định nó thích cái điệu nhạc đó. Cái đó là cái không ngờ bất. Mà nếu chính quyền để ý giúp đỡ, dân chúng sẵn sàng hưởng ứng, trẻ em sẵn sàng học tập, thầy sẵn sàng dạy, những người nghệ nhân sẵn sàng truyền nghề không giấu, thì tất cả mấy cái đó hợp lại thành ra một cái sức mạnh. Sức mạnh đó sẽ kéo bao nhiêu sức mạnh bên ngoài, người ta nhìn thấy cái công việc làm của chúng ta, thì sẽ có bao nhiêu cơ quan người ta sẽ ủng hộ mình. Chừng đó mình đã đi trước một bước, người ta mới đẩy mình bước sau, chứ không thể ngồi mà chờ đợi trái sung tự nhiên nó rớt vào trong bàn tay của mình để mình ăn. Thì công việc đó chúng ta phải làm, tức là làm sao tìm được cái bản sắc dân tộc, giữ vững bản sắc dân tộc để trang bị cho cái giới thanh niên có được một cái tự hào dân tộc rồi, thì chừng đó sẽ không sợ những cái ảnh hưởng bên ngoài nó đi tới. Chúng ta có miễn dịch, chúng ta có sức đề kháng, thì không có cái dịch nào mà nó làm cho chúng ta lay chuyển. Không khéo thì một cái bệnh thường cũng làm chúng ta ngã gục. Huống chi một cái dịch đi tới, không có một cái sức đề kháng thì sẽ bị mất. Mà bị mất rồi thì thế hệ thanh niên ngày nay sẽ chịu trách nhiệm đối với lịch sử. Cha ông để lại ngày nay còn được giữ le lói, cái ngọn đuốc đó mà không có cái sức sống của thanh niên thì không thể nào nó bừng cháy được. Mà nó không bừng cháy, nó tắt. Mà nó tắt là thanh niên ngày nay để cho nó tắt là không có đem cái sức của mình mà dung bồi nó, sẵn sàng đưa tay chấp nhận người bên ngoài. Mà luôn luôn thanh niên cứ quên rằng chúng ta là người Việt Nam, ngôn ngữ văn hóa Việt Nam là chủ của đất nước Việt Nam, thì tất cả ngôn ngữ văn hóa của nước ngoài là khách tới chơi. Khách tới chơi giúp cho chúng ta thêm vui, khách tới chơi đem cái một luồng gió mới cho chúng ta. Mà khách tới chơi không thể ở trong nhà chúng ta luôn luôn. Mà thứ nhất, khách đến chơi không bao giờ có quyền đẩy bàn thờ ông bà của chúng ta ra, ngồi giữa để thanh niên quỳ xuống lại. Mà thanh niên bây giờ không khéo đang quỳ xuống mà lại những cái người khách từ bên xa đi tới. Điều đó là điều tôi lo, điều đó là làm cho chúng tôi hết sức là thắc mắc mà buồn. Nghĩ rằng không lẽ thanh niên Việt Nam không có được một cái ý chí mà biết đó là cái chuyện chơi, không phải là sự thật. Văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam là cơm chúng ta ăn, là nước chúng ta uống. Cái chuyện bên ngoài làm cho chúng ta thích thú cũng giống như ăn miếng ớt cho cay, uống miếng rượu cho cay. Nhưng mà ai lấy ớt thế cơm, ai lấy rượu thế nước? Không thể được. Thì đâu là chánh, đâu là phụ, đâu là chủ, đâu là khách? Nếu biết được phân cái chỗ ngôi thứ như vậy thì chơi 100 lần hát nhạc pop, 100 lần hát nhạc rock không ăn thua gì hết. Đó là trò chơi. Căn bản là chúng ta nắm được cái bản sắc dân tộc của chúng ta rồi, thì có khi bản sắc dân tộc chúng ta biến thành ra những cái trò chơi đó, mà trò chơi có tính cách dân tộc Việt Nam. Thì nói đây tôi nói chuyện sơ cho mấy em, có lẽ mấy thanh niên nghe chơi, là mấy em bên phương Tây có hỏi tôi: giáo sư nói rằng ca trù hay quá đi, tinh tinh tang, tinh 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 tang, nhưng mà mấy em bây giờ đâu có thể nào mà trẻ mà ngồi hồng hồng tuyết tuyết mỗi ngày nào chưa biết cái chi chi. Mấy em không đó. Rồi mấy em thích cái gì? Nó mấy em thích nhạc pop. Rồi đó, nhạc pop mấy em hát là nhạc pop của ai? Nhạc pop của Mỹ. Mấy em là người gì? Người Việt Nam. Người Việt Nam sao hát nhạc pop của Mỹ?
nó bị Tây Dương Nam không có pop, và mấy em thích pop làm sao? Nó pop là cái gì? Tức là cái sự sáng tạo, tức là tiết tấu, tức là nó không có cái gì gò bó. Trong người mình hành đưa ra mình muốn hát cái chuyện điện, điều đó mình hát, thì người ta đã tạo như vậy rồi mình bắt trước. Tại sao mình không tạo ra cái pop Việt Nam? Mấy em nói Việt Nam có pop đâu tạo. Tôi nói bây giờ mấy em nói, mấy em đánh nhịp đi, tôi hát pop ca trù mấy em nghe. Mấy em nói pop và ca trù thế nào? Mấy em đánh bài nhịp thình lên, tôi làm tinh tinh tang tinh 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 tang từng từng tinh từng tinh từ từ từng tưởng thiên thư từ từ thi tang tinh tinh tang tình tinh tinh tang cắt rung ra từng từng tiếng từng tầng tiếng thường tiếng từ ti tê tu tu từ ti từ 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 ti từ ti từ ti từ tang tinh tinh tang tình tinh tinh tang. Em nói ôi trời, thì hay quá, là ca trù mà làm như thế nữa. Nghe sướng quá. Thì tôi nói thì bây giờ mấy em muốn làm như vậy phải nắm ca trù trước chứ không phải bắt trước. Tôi không muốn mấy em bắt trước, mà tôi không phải nói cái đó để rằng đem ca trù làm pop đâu, nhưng mà có thể làm pop bằng ca trù. Rồi nó nói vậy, giáo sư nói vậy, rồi còn cái gì nữa. Tôi nói tôi cho nó nghe thôi, thì hát khách toàn ti đủ ti ta tu tê tu ti tu tê ti ti ti. Mấy em đâu có hát đặng dân làm gì. Mấy em không làm nữa, không làm nữa thì bây giờ mấy em làm gì? Bây giờ cũng vậy, mấy em ra đánh nhịp như thế nè, toàn ti đủ ti ta tu tê tu ti tu tê ti ti toàn tiếng toàn ti riêng tiếng thường tiếng tiêu tiêu rung tiếng tiêu tiêu thường tiêu tan tiêu thủ thủ tiêu 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 cắt tung ra toàn tiêu 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 tiêu. Thì dù có chơi đi nữa mình cũng chơi theo phong cách của mình. Thì cái đó là một cách để làm ra nó còn giữ được cái bản sắc dân tộc trong mỗi cái chuyện làm, mỗi bước đi, mỗi một cái hình thức. Tôi nói kể cả một cái bước đi, một cái hình dáng con người đi Phi Được Tân, mà khi bước qua bên Pháp làm một cô con gái Phi Được Tân đi, cái chân nhón đều truyền hình nó chụp cái đó, nó đây là dáng đi của dân tộc Phi Được Tân, nó khen vô cùng. Bởi vì cái bằng chân của người Phi Được Tân cũng như bằng chân người gái Việt Nam, nó mảnh mai, nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng. Đó là sắc thái của mình. Thì cái bằng chân của người phương Tây nó khác. Rồi mình bắt chước người phương Tây, mình nhón lên, mình đá cao. Cái chân mình không dài, cái chân mình không cao. Đá cao thì dở khẹt. Trong khi đó mình rùng xuống như mà mình đi theo cái cách của mình, đẹp vô cùng mà không biết đi. Đi cái dáng người Việt Nam rất đẹp, đi cái điệu chèo cũng rất đẹp, đi cái điệu tuồng cũng rất đẹp, cái bàn tay xây ra rất đẹp, bàn tay mình quyển chuyển đưa thế này, người phương Tây không làm được, mà ta làm được như thế này, người ta thấy, ôi trời, cái bàn tay chúng ta sao, đi như cái lượng sóng, mà cái đó là cái múa trong chèo, múa trong Việt Nam, từ ngón tay này xếp qua ngón tay kia, nó đi rất đẹp, mà trong khi đó không chịu đi làm theo những phong cách phương Tây, mà chúng ta luôn luôn thua người phương Tây, bởi vì cơ thể chúng ta không phải cơ thể người phương Tây, môi trường của chúng ta không phải môi trường người phương Tây. Tư tưởng của chúng ta không phải tư tưởng người phương Tây. Thì chúng ta có những cái của chúng ta không chịu làm, bỏ đi mà hấp thụ bên ngoài. Đó là một điều đáng tiếc. Vì vậy mà khi tôi nghe nói có cả một cái ý muốn định hình bản sắc dân tộc, làm sao củng cố bản sắc dân tộc bằng cách truyền đạt lại những cái nguyên tắc cho thế hệ mai sau, là cái điều tôi hết sức vui mừng, mà chúc được các bạn được thành công để đặng mà nắm được cái bản sắc dân tộc Việt Nam, làm sao cho trong mỗi một công cuộc gặp gỡ trên thế giới nói về bản sắc dân tộc, chúng ta có những cái con người đưa ra để mà thể hiện được cái bản sắc dân tộc của người Việt Nam trong mỗi bộ môn nghệ thuật, và cả trong mỗi một cái cuộc thảo luận về lý thuyết cũng như về các nguyên tắc. Dạ thưa giáo sư, cuối thế kỷ 19 đó thì người Nhật đã làm rất nhiều cho vấn đề định hình và phát huy cái bản sắc dân tộc của người Nhật. Cụ thể chẳng hạn như là cái judo chẳng hạn, thì cuối thế kỷ 19 thì họ mới định hình, và cho đó thì mình thấy bây giờ ai cũng biết là judo của Nhật. Từ giáo sư là giờ cuối thế kỷ thứ 20, liệu là dân tộc Việt Nam mình định hình và phát huy nữa, thì riêng về âm nhạc và tất cả các đi hạt khác của văn hóa,
thì mình có những cái đóng góp gì, hy vọng có những đóng góp gì lớn như judo của Nhật cho cái gia tài văn hóa chung của nhân loại hay không? Chuyện đó thì nó khó là bởi vì thứ nhất là phải nắm được tất cả những nguyên tắc, cái thứ nhì đó là những nguyên tắc đó làm sao được phù hợp với tất cả cái đòi hỏi của mọi người. Thì ngay như võ Việt Nam bây giờ bắt đầu là có một cái vị trí ở bên nước Pháp, mà chẳng những mấy nước khác, Algeria và nước Ba Lan rồi cũng có mấy cái cơ sở về võ Việt Nam. Mà võ Việt Nam nó có những cái phong cách riêng, nó có những cách đi đường thảo riêng, nó có những cái dụng cụ thập bát bằng võ nghệ đó. Thì cũng nhờ được có một số người võ sĩ Việt Nam đưa ra, làm cho bây giờ cái đó nó thành ra một cái phong trào ở bên phương Tây cũng rất thành hành rồi. Nhưng mà không bằng của người Nhật là bởi vì nó có đòi hỏi những cái chuyện hơi nhiều lắm, tức là phải khí giới này, phải roi, phải dao, phải đao này kia, còn trong khi Nhật nó chỉ có hai bàn tay thôi thì nó dễ hơn. Đó, điều đó mà Taekwondo của Đại Hàn cũng phổ biến dữ lắm, nhưng mà nó có cái hơi mạnh quá, đánh đổi có nhiều người sợ gãy tay gãy chân mà cũng ít có đi bằng những judo. Nhưng mà chúng ta đó thì là nghĩ bây giờ đi tới chỗ mà đưa ra thế giới thì chắc cũng hơi khó chút. Nhưng mà kể là chúng ta làm sao làm cho được giữ cho chúng ta rồi, thì cái chuyện mà đi tới thế giới đó một ngày nào đó, khi những có những môi trường thuận tiện, có những hoàn cảnh thuận tiện, cũng có thể đi tới xa. Chứ mà đồng thời bây giờ thì chưa được. Nhưng mà có một cái đợt mà có thể là thế giới có thể chấp nhận mà có thể đi tới được là cái đường bầu. Nhà cái đường bầu nó vừa một giây nó dễ lắm. Trên nó không muốn đần dễ được, sơ sơ cũng được, mà đần thiệt hay cũng được. Nó có nhiều cách hay lắm, thì thành ra cái đường bầu là cái đần có thể đần cổ được, đần cả âm nhạc cận đại được. Hồi trước là anh Trương Tăng nó trước khi chết đã có đưa ra cái đường bầu, tức là nghiên cứu chung với người Pháp, như ông Xenakis, để mà đem ra vô trong nhạc cận đại. Mà nó có nhiều cái phong cách có thể đựng được, thì cái đường bầu tôi nghĩ có thể là một trong cái đường đi xa. Mà cái đường đó rất đẹp. Nhà thơ Hải Phương có viết mấy câu: một dây căng giữa đất trời, cần nghiêng nghiêng tựa dáng người vương cao, tiếng ngân ngân tận cõi nào, dư âm rơi ngẩn ngơ vào tim ai. Thì cái đường đó đối với người Việt Nam nó đã hay như thế. Một anh khác nữa ở Đà Nẵng gặp tôi cũng nói cái đường bầu: một dây nũng nịu đủ lời, nửa bầu chứa cả đất trời âm thanh. Thì những cái đó là tôi thấy nó có một cái đặc biệt vô cùng của đường bầu Việt Nam, có thể đi xa lắm. Dạ thưa giáo sư, hiện nay thì nó có một cái nhu cầu thế này, là nhiều người nước ngoài muốn đến đây để được nghe, được xem những cái gì mà của Việt Nam. Thì riêng cái phạm vi âm nhạc đấy, thì theo giáo sư là chúng ta nên nếu mà có cái trình diễn đấy, thì nên trình diễn như thế nào để nó có tiêu biểu cho Việt Nam, để người ta thích thú? Luôn luôn cái đối với bên ngoài đó thì không thể biểu diễn như người Việt Nam được. Cũng giống như khi nào mà rồi người ta ăn món ăn, mà mặc dù là mắm kho là rất ngon, nhưng không ai có thể mà giới thiệu mắm kho cho mọi người nước ngoài ăn được. Phải cho ăn nem, ăn chả giò trước là cái chuyện đó nó dễ dàng. Thì bây giờ âm nhạc cũng vậy. Nếu mà đưa ra một cái điệu quán mà thâm thúy nhấn nhá rồi này kia, người Việt Nam nghe thích thú mà người phương ngoài nghe chết họ chịu. Thì trước hết phải đi từ một cái chỗ mà gần tới chỗ xa. Luôn luôn tôi đi những cái nguyên tắc của tôi là ở đời luôn luôn hay làm cái chuyện gì phải đi từ cụ thể tới trừu tượng, từ cái giản dị tới chỗ phức tạp, từ cái chỗ cái biết đến chỗ không biết. Thì mình làm sao đi tới cái chỗ mà họ có thể họ biết được, mà đi tới cái chỗ họ không biết thì họ mới thích thú. Thì chẳng hạn như những cái bản mà dễ nghe, chẳng hạn như bây giờ Lưu Thủy Bình bán Kim Tiền đó là mấy bản dễ nghe đó, thì đơn cho họ nghe những cái bản sơ sơ như thế đó. Mà những nhạc cụ bình thường, nếu đừng tranh, đừng nguyệt, đừng nhị, mà ngắn, đừng cho nhiều, bởi vì cái liều lượng là quan trọng. Bắt người ta ngồi mà nghe mà một giờ đồng hồ hay nửa giờ đồng hồ hay cả 15 phút một bản là không thể nào chịu nổi đâu. Người ta phải nghe cái chuyện ngắn, mà nghe phải đưa cho tới họ một cái lời giới thiệu nhẹ nhàng, để đặng cho cái lời đó dẫn người ta đi vào cái bản nhạc. Thì điều đó, điểm thứ nhất là nó thành công. Thành công là cái đường bầu chắc chắn là thành công rồi, bởi vì nó là ngà lạ. Rồi ngoài ra những cái đường khác cũng có thể giới thiệu một cách nhẹ nhàng, rồi cho những bản nhạc nhẹ nhẹ thì có thể thành công. Mà đặc biệt bây giờ tôi thấy rằng nếu mà hát chèo làm luôn cả vở Thuồng Quan Âm thì kính không ai xem, nhưng mà có vở Thủy Mầu không, người ta quan tâm vô cùng. Cả một cái vở mà
văn dạy đó, mà nếu đem cả ngôi dở thì không ai xem, nhưng mà cái lớp văn dạy không là rất hay. Cả Tuần Tuy Đạo Quế cũng không được đem cái lớp mà đánh ghen mà đi người vợ đi tới, thì những cái chuyện đó có thể dễ giới thiệu cho người ngoài. Thì do đó cái đoàn chèo vừa rồi thành công là sở dĩ đưa ra những cái trích đoạn ngắn có nhiều phong cách khác nhau, nhưng mà biểu diễn rất là dân tộc, tức là nhạc sĩ dân tộc ngồi mặc quần áo ta, ngồi trên sân khấu đàng hoàng. Do đó tôi mới trở lại cái chuyện khác nữa, là chính là ngày xưa, từ hồi nào tới bây giờ tôi đi đâu biểu diễn nhạc Việt Nam tôi mặc quần khăn đóng áo dài. Nhiều bạn cho rằng anh sao anh phong kiến quá, anh mặc quần áo khăn dài. Tôi nói phong kiến hay không là cái đầu nè, chứ không phải là cái khăn đóng cái áo dài. Khăn đóng áo dài tự nó không có gì phong kiến hết, huống chi nó là nó dính liền với cái hình ảnh của con người Việt Nam. Nó nói bộ anh đần, anh mặc được tay anh đần Việt Nam không hay sao? Tôi nói hay như thường chứ. Thế nhưng mà anh nói như vậy rồi, champagne anh uống champagne, anh uống cái gì không ngon, tại sao anh không lấy cái gì, một cái ly bằng giấy anh uống một cái ly bằng pha lê rồi anh uống cái champagne. Bia anh uống trong cái chén đá không được, tại sao anh uống một ly cao thế này. Tự nhiên cái đó là hình thức nghệ thuật, nó bên ngoài và bên trong, cái đựng và cái chứa, đựng bị chứa, thì tất cả mấy cái đó là một cái nghệ thuật. Thì khi mà chúng tôi bước ra và giới thiệu cho người ngoài bên ngoài, tôi mặc áo này hay tôi mặc đồ Tây, thì tự nhiên là chưa gì họ chưa có hình ảnh Việt Nam, mà tôi bước ra với cái khăn đóng áo dài là một hình thức Việt Nam đưa vô trong đó, thì khi ngồi trên cái đàn Việt Nam rồi, cái dáng điệu nó đã khác, cái cách đàn nó khác, hai cái bên ngoài nó hài hòa, thì cái nghệ thuật nó toàn diện, nó đi sâu vào trong lòng người, chứ không phải tại mình bận đó là mình muốn phong kiến, mà không phải mình bận đó mình sợ cái phong kiến. Thì hồi trước tôi đã làm như thế mà nhiều người không hiểu cho như thế, bây giờ tôi rất làm vui mà thấy cái chuyện ngày xưa tôi làm và bây giờ hồi xưa chỉ trích và bây giờ làm y như thế, và làm y như thế là đúng. Cho đó tôi mới nghĩ rằng chúng ta nó có một cái phong cách biểu diễn đờn, không phải là ngồi đờn mà ngồi không gì vậy, mà tôi thấy mấy cháu ngồi đờn có khi mặc áo gi lê theo người Trung Âu, cái người Hungary hay người Bulgaria, cái đó đối với tôi cũng không được nữa. Là bởi vì chúng ta đờn Việt Nam mà chứ phải đờn gì, mà sao mà bận áo theo Bulgaria, mà tại sao bận áo theo Liên Xô, mà tại sao bận áo theo Tây, bận áo theo Việt Nam không có gì xấu hổ. Thấy bận cái áo the chúng ta là đẹp vô cùng, chứ có gì mà xấu hổ. Thì do đó nếu mà cái hình thức bên ngoài nó phù hợp với cái nội dung, thì người bên ngoài sẽ đến đó nhìn thấy cái chuyện mà ở nước khác họ không bao giờ họ thấy được, họ thích thú. Cho nên ở hát tuồng ở Quảng Nam Đà Nẵng thành công là sở dĩ không diễn hát hết vở tuồng mà diễn một lớp thôi. Mạnh Lương bắt ngựa, Mạnh Lương đi tuần, các nghĩa là hai người múa trên ánh sáng mà là trong bóng tối, thì người ta ngạc nhiên. Rồi ngoài ra có những cái cách điệu, những cái ước lệ mình nói ra cho người ta nghe, người ta nắm được, cũng như là cái chìa khóa để người ta mở vào tìm trong văn nghệ của Việt Nam mình chừng đó, thì tự nhiên người ta thích thú. Thì do đó giới thiệu cho người ngoài, giới thiệu độc đáo của chúng ta, nhưng mà đừng khó khăn quá, đừng dài quá, làm sao liều lượng cho nó đúng và có những cái lời giới thiệu ngắn gọn đầy đủ mà duyên dáng. Thưa giáo sư, ngoài cái tìm cái bản sắc chung của nền văn hóa Việt Nam, thì thưa giáo sư, như nãy giáo sư nói rằng là chúng ta có những cái vùng văn hóa, trung tâm văn hóa lớn như là vùng văn hóa Thăng Long rồi đến Huế. Thì ở trong Nam thì chúng ta có cái trung tâm Gia Định, khoảng ạ. Thì thưa giáo sư, là Đại học Hùng Vương đó đang có một cái chủ trương là sẽ hình thành lập một cái trung tâm nghiên cứu văn hóa Gia Định, tức là tìm hiểu cái văn hóa Nam Bộ từ xưa tới nay. Thì thưa giáo sư, là xin giáo sư có cái suy nghĩ gì, có ý kiến gì về cái vấn đề thành lập cái trung tâm này, và cũng xin giáo sư, nếu mà cái trung tâm này, nghiên cứu này được hình thành đó, cũng xin kính mời giáo sư cộng tác và làm cố vấn cho cái trung tâm nghiên cứu văn hóa Gia Đình đó. Dạ, thứ nhất là tôi cũng rất hoan nghênh, là bởi vì thế này, đất nước Việt Nam nó chạy dài từ Ai Nam Quan cho tới mũi Cà Mau, mà mỗi một nơi có một sắc thái. Chẳng hạn như cái vùng Bắc Ninh, nó là một cái nôi của tất cả nhiều cái hình thức dân ca, từ mà hát đúng mà nó tới hát
nương nhang khói tiếp truyền ra bụi hương, lư ngọc bay sang kinh thành cầu nguyện thiên gia chứng lòng họ sự sang xê công. Cái người ăn xin mà muốn làm cho động lòng người ta, nó nói lại ông lại bà cho tôi chén cơm ăn làm phước là họ sự sang, cũng nói đem cái tiếng hát đó, tiếng hát ru bà mẹ làm động lòng người ta nó mới được. Cho nên cái tiếng hát ru là quan trọng lắm. Cái vùng này tiếng coi kỹ là nó nhiều lắm. Là đây tôi cho mở ra dấu ngoặc, tôi nói bây giờ nếu vậy thì miền Bắc thì sao? Cho nên miền Bắc nó, à ơi, dù con ngủ cho say, mẹ mày vất vả trên tay tôi ngày, à ơi, họ sự sang thế công. Ông sư tụng sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao không tụng như Đông Nam mà tụng như thế đó? Tức là đem cái đó làm cho như tiếng hát ru của bà mẹ vào trong đó dễ lắm. Thì ca quan họ cũng sao? Này tay hiá em nâng cai cười có đựng hiá dầu, mặt em nhìn em liếc em trông, cai cười có đựng gì đâu, tinh tang tình. Rồi ca trù là sao? Tinh tang tình. Nó đi dính liền với cái tiếng hát ru, nó đẻ ra bao nhiêu cái chuyện khác mà cái căn bản là tiếng hát ru. Thì cái điều đó tôi đã thấy nhiều nơi lắm, cả miền Trung cũng thế. Miền Trung đó thì là tiếng hát ru, mà rủ em thẹt cho mùi, để mẹ mà đi chợ mà mua vôi, thì ăn trâu, tiền tăng tăng tiếng, hai quán tư chồng chất lên. Thì cứ việc cái tiếng hát mà tình ca đối nhau gặp nhau ra, chẳng thà mà không thầy thời thôi, chứ thầy thời mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buông cũng tiền tăng. Thì cái tiếng hát ru đó là cái người mà sáng tạo ra, không có học trường nhạc thì nhớ tới bà mẹ mình hát sau thì tạo ra một cái điệu hát. Cho đó tôi thấy tiếng hát ru quan trọng. Vì vậy mà nếu tìm một cái sắc thái của gia đình là tìm được cái sự gặp gỡ của Huế và Quảng đi vào trong này, gặp cả Chiêm Thành trong này, gặp cả người Chân Lạp trong này, gặp cả người Trung Quốc ở trong này. Cho nên Việt Nam và miền Nam mới có những điệu hát tiều mà miền Trung không có, miền Bắc không có. Trạng Quân Hành Lộ là hát tiều, Mạnh Lê Quân là hát tiều. Thành ra cái điệu mà tiều đó thì nó thì ti 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 từ từ đi từ đi từ đi từ từ đi. Tiều nó làm thế. Cho nên là ti du ti từ đi du ti du ti từ đi du từ ti đi ti đi du từ từ ti từ đi đi từ từ ti từ ti từ đi từ ti là hát tiều. Mà hát tiều nó dính vô, nó cho vào trong cải lương, nó cho vào nó có một cái sắc thái khác. Thì tất cả mấy cái đó chúng ta tìm ra để đặng mà định hình ra từ miền gia đình này nó xuống Hậu Giang nó có làm sao, có cái gì lạ. Mà Hậu Giang nó còn có nhiều lạ lắm. Lưu Nhất Vũ và Lê Giang đã tìm ra bao nhiêu cái điệu lý, điệu hò, điệu hát nó có những cái sắc thái đặc biệt. Thì để đặng mà để mà đối chiếu, để mà bổ sung vô cho của một cái vùng khác nữa là Quảng Nam, Đà Nẵng, vùng khác nữa là Huế, vùng khác nữa là cả Hà Nội và cái miền Bắc Ninh, rồi kể cả một cái vùng Việt Bắc của chúng ta, nó nhiều sắc thái, nhiều cái chỗ đẹp đó. Cho nên chúng tôi hết sức hoan nghênh các bạn để mà tìm lấy cái cá tính của cái vùng này. Không phải mình tìm lấy cá tính để rằng mình tách riêng ra mình. Mình tìm lấy cái cá tính để rằng mình bổ sung vô, mình làm giàu cho cái cá tính chung của dân tộc Việt Nam. Và trong cái riêng nó có cái chung. Chứ không phải không. Bây giờ xin kết luận bằng nãy giờ nó có cái riêng, giờ tôi nói cái chung. Cái chung của đất nước Việt Nam là đặc biệt, thí dụ như bây giờ chứ. Hò sang rung mà cao lên chút. Công cao đó. Mà chỉ cống non là buồn. Không phải miền Nam như thế thôi, miền Trung cũng như thế. Hát như qua tới cái điệu buồn là năm ai năm bình hay tứ đại cảnh cũng đang liêu liêu công sang thế, liêu sáng u liêu công, liêu công công thế sang công, nó phải thấp chút chứ không. Liêu sáng u liêu công, liêu sáng u liêu công, liêu công thế sang không buồn. Mà công thế sang buồn. Thì miền Trung cũng vậy, miền Nam cũng vậy. Mà kể ra nó cả là hát chèo cũng vậy. Hát chèo là điệu mà điệu hát cách, hát khách thì là gì? À đi, ti 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 tăng tiền tưng tưng tiên tưng tiên tưng tiên. Sang họ sự cống rung, sang xê không rung. Nếu sang xê mà rung thật, không phải đấy là sang họ sự sang xê công liêu công xê, không được.
sang họ sự sang công điếu đi không xê, thì sang xê không rung mà sự cống rung, y như miền Trung như miền Nam khi vậy là vui. Nhưng mà khi qua sát lịch, xa lịch thì tiền tiền tăng tí tăng tứ 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 tí tí từng tí tứ tí tứ tứ tứ, cứ sang phải rung mọi dằng cho nên tí tê tí tứ tí 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 tứ 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 tứ, không buồn, không phải xa lịch. Mà cả hát quan họ cũng thế nữa. Quan họ nói hồi mà những cái bài mà mời dầu đó, khúc sao mà dân ngã lên lê mời người người ơi, ai ơi nay có nhớ người ơi nay có thấu thâu chăng chăng là đến chúng em chăng buồn thì nó nhớ được họ sự sang rung xê công non. Hồi đó tôi mới hỏi các em qua họ, tôi hỏi mấy cháu ở đây hát có cái nào buồn cái nào vui thể hiện bằng cái gì, mấy cháu nói không, mấy cháu chỉ hát thế thôi ạ. Rồi hỏi con là Nam buồn hay là Bắc vui không, nói mấy cháu không biết ạ, mấy cháu chỉ hát thế thôi. Tôi nói thêm này mà bây giờ nó hát thế này được không? Này, người ơi này có nhớ, người ơi này có thâu, thâu chẳng, chẳng là đến chúng em chẳng. Quan họ ai lại hát thế? Mà quan họ hăng hát thế là cái chỗ nó buồn mà nó hát như thế là làm sao ra được? Tôi nói thôi bây giờ hát thế này được không? Người ơi này có nhớ, người ơi này có thâu, thâu chẳng, chẳng là đến chúng em chẳng. Thế mới là quan họ chứ. Mà quan họ chứ tức là hát sao? Cái chỗ buồn nó phải sang rung gì đó. Thì thể hiện ra chúng ta thấy từ Bắc chí Nam, sang già mà rung, cống non chút xíu là buồn. Thì đó là một cái nét chung cho tất cả dân tộc Việt Nam, ngôn ngữ giàu khác mà thể hiện cái vui cái buồn giống nhau. Thưa giáo sư, như vậy là hơn 2 tiếng đồng hồ giáo sư đã trình bày nhiều điều rất là thích thú, chắc chắn là sinh viên của chúng tôi cũng rất là thích thú. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy tức là gần 30 năm rồi khi mà chủ trương cái tập đoàn Sử Địa đã có cái quan hệ với lại giáo sư. Chúng tôi mong rằng là cái quan hệ đó và trong tương lai đó, khi mà xây dựng cái trung tâm nghiên cứu gia đình đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà tiến tới và hy vọng rằng là cái chiến lược mà định hình và phát huy văn hóa dân tộc ấy, bản sắc văn hóa dân tộc ấy, nó càng ngày nó thành công. Và trong tương lai thì bất cứ một cái lĩnh vực nào, từ một cái bức họa, từ cái ăn mặc, cái kiến trúc vân vân, tất cả cái đó thì người ta nhìn thấy là thấy nó là Việt Nam, và đó là cái điều ước mong của bản thân chúng tôi, mà chắc là giáo sư cũng như thế. Đúng thế, nhờ xin cảm ơn các bạn. Mà có hôm nay tôi thấy vui là nghĩ rằng nói chuyện đây không phải nói chuyện cho người đồng lứa với mình, mà nói chuyện với cả thế hệ thanh niên, là nói với tương lai của đất nước Việt Nam. Khi quay về vốn cổ, không phải mình nề cổ, không phải mình trở về quá khứ để mình ở luôn trong cái quá khứ, mình quên mất cái hiện tại, mà nhớ tới cái hiện tại, không có thể quên được rằng nó sẽ dẫn đi tới cái tương lai lúc mà mình không còn ở hiện tại mà tương lai không còn. Nhưng mà những cái gì mình thiết tha hoài bão yêu mến truyền lại được cho thế hệ mai sau, đó là điều tôi rất vui. Mà đó là cái vui của những người làm cái nghề dạy học, tức là làm cái nghề thầy giáo. Mình sẽ sống ngang qua những người thanh niên bằng tư tưởng, mà mong rằng những người thanh niên đó khi bằng tuổi mình ngày xưa có được những kiến thức đó thì sẽ đi xa hơn mình nữa. Thì mong rằng mấy em mấy cháu trong những ngày nay nghĩ như thế này: chuyện tôi biết chỉ mới có một, mà chuyện chưa biết nó đã là 10, thì cái 9 phần kia trao đổi cho mấy em để mà lo cho tương lai.